xin chào các bạn. Chào chú Hiển nhá. Vâng, em mời anh Phú Nguyễn lên trước. Thì hôm nay cứ luận điệu xuyên tạc là mình sống rồi. Anh cùng em nghe hết bài hát này. Nghe hết bài hát này xa khơi á, anh Phú nhá. Dạ. Hôm nay cuối tuần em đi đăng. Vâng, hôm nay chính là Dương online, nhưng Dương nó về Cần Thơ nhỉ. Thành phố nó không live được thì thôi. Vâng, thì em live mà. Bây giờ em mỗi mình em ở nhà thôi. Con thì cho nó đi chơi, vợ thì về quê. Đấy, một thằng giữa thì là nó đi 12, 13 giờ đêm mới về. Mỗi mình em ở nhà. Thì mình muốn bằng diễn đàn để có chút tâm tư tâm tình với anh em cộng đồng mạng tí thôi. Vâng, cái vấn đề thì bây giờ xin mời anh đầu tiên anh tâm tư xong, sau đó anh em mình coi như là hôm nay em bỏ muốn bàn với anh về vâng, thì mới bàn với anh, tức là trong diễn đàn em ấy, chỉ có chúng luận điệu xuyên tạc thôi. Đấy, thì hôm nay em đúng muốn rồi bàn với anh về cái chuyện mà tức là quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc như thế nào, vì chúng nó ở bên kia, tức là diễn đàn nào ấy, chúng nó cũng nói là hiện nay Việt Nam làm tay sai Trung Quốc, tức là cái tội phản quốc, anh Phú hiểu, cái tội phản quốc là cái tội lớn nhất của một dân tộc. Đấy, thì bây giờ nó cứ gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thì mình coi như chúng nó xuyên tạc mình đấy. Bây giờ hỏi rằng cái nước Mỹ của tụi đó mà đang đang cưu mang tụi nó, vậy thì cũng làm tay sai cho Trung Quốc à? Đó. Cho nên tôi nói đối với lại cái tất nhiên để tôi tâm tình khoảng chừng 2 phút thôi, rồi bắt đầu mình chuyển sang vấn đề khác, chuyển sang vấn đề là đấu tranh với tội phạm, chứ đừng đừng có quan tâm đến cái vấn đề của mấy chị em phụ nữ mình nữa. Nó khổ cái này nè, ví dụ như là tôi là một người cũng hơi lớn tuổi rồi, thì nói chung thì một người là Việt Nam, nhưng mà tuy rằng là người Việt Nam nhưng mà sao đang định cư sống ở nước ngoài, thì khi mà chúng ta lên cái cộng đồng mạng này, tất cả những anh chị em á đều có một cái tâm hướng về là đất nước, cũng như các anh chị em và các bạn trẻ trong nước kìa, cũng có một cái tâm để nhìn về cái đất nước của mình và chống lại cái sự xuyên tạc của những thành phần mà chống phá lại đất nước, và phân tích để cho người dân trong nước họ thấy được mà họ không sai phạm để vướng vào cái vòng lao lý. Đó là cái điểm là tích cực. Thì tuy rằng bên cạnh đó nó cũng có những cái là khuyết điểm nhỏ, nhiều khi mọi người người này thì có ý này, người kia có cái ý nọ. Có nghĩa là thí dụ như mình nói có những người thì họ không có thường lên trên cộng đồng mạng, thì có đôi lúc cái suy nghĩ của họ, cái diễn giải của họ nó họ không chính xác. Nghĩa là nó tuy rằng cái tư tưởng của họ là bảo vệ đất nước này và chống lại cái thành phần chống phá đất nước, nhưng mà đôi lúc những cái xuất phát nó chưa có đạt một cái địa điểm điểm rất cao, cho nên gây một sự hiểu nhầm nào đó. Thì nếu mà chúng ta là một người yêu nước thì chúng ta hãy bỏ hết những cái vấn đề đó ra. Tại sao chúng ta nhìn thấy là cái cộng đồng hải ngoại, cái tụi chống cộng á, nó đấu nhá nhau, nó chửi bới nhau, chúng ta phê phán chúng nó, thì ngày hôm nay tại sao chúng ta phải đi dướng vào sâu vào cái vết xe đổ đó, đúng không? Thì tại sao chúng ta không bỏ với nhau? Ví dụ người lớn bây giờ chúng ta đừng chấp những cái em út của nó, là chúng ta vị tha, chúng ta hãy mở tấm lòng ra, cũng như là Đảng và Nhà nước là Bác Hồ, chúng ta phải mở tấm lòng ra để thu phục nhân tâm, đúng không? Chứ bây giờ chúng ta lên mà chúng ta cào cấu lẫn nhau cắn xe nào, nó là một cái miếng mồi ngon cho những cái bọn mà gọi là chống cộng hải ngoại và cái bọn dâm chủ, là những bọn chống phá đất nước, dùng cái đó để mà chia rẽ cái sự đoàn kết dân tộc, sự đoàn kết của những anh em yêu nước ở trên cộng đồng mạng này. Cho nên mình chỉ có một lời khuyên lại đây, hãy bỏ qua hết. Ai đúng ai sai chúng ta hãy bỏ qua hết. Đừng có mang cái vấn đề ra, mà cũng mong rằng các diễn đàn đừng bao giờ mở những cái vấn đề mà cho lên, tại vì nó mất thời gian, nó không mang ích lợi gì hết. Và người này chỉ post lên câu rồi cái là người kia không chấp nhận, lại nó cứ ngay mâu thuẫn hoài. Đấy, cho nên mình chỉ nói một câu là tất cả những người, những anh chị em ở hải ngoại có tấm lòng yêu nước, và tất cả những người bạn trẻ trong nước có những tấm lòng yêu nước, họ đều có một cái mục tiêu và cái tư tưởng để chống phá, để đấu tranh lại cái bọn xuyên tạc nước, thì chúng ta nên bỏ hết, đúng không?
chúng ta nên bỏ. Tôi chỉ mượn một câu của Đức Phật nói thế này nè: nếu ai cho bạn một món quà mà bạn không nhận thì cái món quà đó nó thuộc về người ta thôi, chứ không cần phải phải mà nói này nói nọ để mà gây chia rẽ. Hay là thì tiếng hơn là những dân dân trong nước họ thì nhìn lại thấy rằng ô, những người mang tiếng yêu nước mà tại sao họ vẫn như thế này, họ vẫn như thế nọ, thì tất nhiên nó làm hoen ố đi những hình ảnh của các bạn có một tấm lòng yêu nước. Thì tôi chỉ có những lời khuyên gì thôi, cho nên mong các bạn bỏ hết, bỏ hết để anh mà... nói thế thì em chỉ nói có một câu thôi, đấy là cái câu chuyện thật của em. Yeah. Tức là yeah. bây giờ ví dụ như chúng ta ở lên trên mạng xã hội chúng ta cãi vã nhau, thì tuy nhiên thỉnh yeah. thoảng những người ở bên dưới anh ạ, nhiều khi chẳng người yeah. ta thấy à cãi vã nhau, người ta đầu tiên là tò mò, nhưng sau cùng người ta cảm yeah. thấy nó nhiều quá, người ta chán. Yeah. Em nói anh tại vì, ví dụ tại vì này, vâng, em nói với anh với tất cả các bạn là ví dụ như trường hợp vợ em, chứ vợ em cũng không quan tâm về vấn đề chính trị, nhưng mà không đầu tiên thì không ngăn cản em, thì tức là khi yeah. em đi em gặp gỡ tất cả các bạn bè đấy, từ ngày xưa từ em đều đưa vợ em đi hết, kể cả xuống Đồng Tháp thăm Nguyễn Trọng Nghĩa, hoặc là gặp một số các anh chị em ở bên nhóm tổ quốc trên hết, hoặc gặp một số anh chị em ở Vũng Tàu, thì vợ em đều cho đi. Nhưng mà sau cuối cùng là vợ em biết được cái sự cãi vã các thứ lẫn nhau đấy, chửi bới lẫn nhau ở trên mạng xã hội này, mà nhất là vợ em nghe được cái trường hợp Ngô Long chửi em, thế vợ em cấm đấy, tức là ngăn cản em không cho em lên trên mạng xã hội nữa đấy. Thành cùng là cái qua cái trường hợp vợ em thì em thấy là, em nói thật anh Phú Nguyễn ấy, thì nói chung là những cái người ngoài thì người ta như thế nào, đúng không? Vì thực tế là vợ chồng cũng rất là hiểu nhau nó kia cái tất cả các thứ. Thì thôi thì nói chung là em không nói về chuyện riêng, nhưng qua cái diễn đàn này em nói là thôi tất cả các bạn nói chung là xấu nên bỏ 5-10 đấy, để mà ví dụ mình vì cái nên là mình chỉ nói thế này nè, vâng. cái giả tâm của cái bọn mà chống cộng hải ngoại, mà ví dụ thằng Hùng Lăng hay thằng Lê Huy á, mình xin chút xíu nữa. Tại vì tụi nó ngày xưa tụi nó chơi ở Bangkok, mà tụi nó chơi những cái rôm giang hồ, mình biết tụi này hết á. Mà cái game giang hồ là tụi nó là chơi một cái game gọi là cái game show á, biết không? Nó làm cho mâu thuẫn với nhau, rồi nó tạo được cái đó để mà nó làm cái diễn đàn, nó làm cái rôm của nó lên cao. Thì ngày hôm nay chính cái tụi này nó qua đây nó cũng làm những cái vấn đề đó. Cho nên mà khi mà chúng ta đã bị lôi cuốn vào cái game đó, chúng ta sẽ mắc bẫy tụi đó. Nên mình những cái gì có những khi Thanh Quốc lên đây cũng có một cái ý niệm tốt, có một cái tư tưởng tốt, nhưng mà có đôi lúc cái kinh nghiệm, mình nói là cái kinh nghiệm nó chưa có, cho nên vì cái chỗ đó mà đôi lúc chúng ta hiểu lầm với nhau, đúng không? Rồi gây ra những cái gì thì tất nhiên không khác gì chúng ta đã bị dính một cái game của tụi nó hết. Cho nên tôi chỉ có một lời chân thật nhất là khuyên các chị em anh em bỏ qua hết, ai đúng ai sai chúng ta bỏ qua nhau hết đấy. Em bây giờ chúng ta quay lại chuyện này. Anh là một người mà ví dụ ở bên hải ngoại mà anh cũng quan tâm đến tình hình chị em ở trong nước, thì nếu như chuyện đấy là chung em thì nói chung là cũng rất là quý. Cho nên bây giờ chúng ta thấy như thế này nè, đấy bây giờ cái bọn mà gọi là hải ngoại luôn luôn lúc nào nó cũng xuyên tạc đất nước chúng ta, hay là nó bảo rằng đôi lúc nó so sánh là cái lá cờ của cộng sản là lá cờ máu, còn cái lá cờ của Việt Nam Hòa là lá cờ gọi là chính nghĩa. Bây giờ tôi hỏi thế này nè, một cái chế độ có chính nghĩa thì làm sao mà bị nhân dân họ đánh đuổi xuống, thấy không? Cho nên có đôi lúc đó, nó so sánh rằng là nếu như ví dụ về những cái cờ đỏ sao vàng mà mọc đầy ở trên cái phố Quỳnh Sa, chúng nó rất là sợ. Tại sao chúng nó sợ? Tại vì cái lúc đó khi người dân ở hải ngoại họ hiểu được cái bộ mặt xảo trá lừa bịp của cái bọn chống cộng hải ngoại là vì đồng tiền chứ không phải vì mục đích, vì lý tưởng. Cho nên có đôi lúc tụi nó mới đem ra so sánh như thế này. So sánh có nghĩa là nếu như các bạn mang cái lá cờ của phát xít đến những cái khu người Do Thái thì các bạn nghĩ thế nào? Nó khác. Đó là những cái thành phần ngu dốt, những cái thành phần là nó ăn vạ vào cái chính sách của Mỹ, ăn vạ vào cái nước Mỹ để mà kiếm sống. Bây giờ tôi hỏi với ví dụ nè, phát xít Hitler là một phát xít của là diệt chủng, mà nó cả thế giới họ lên án nó, và chính cái lá cờ đó nó bị diệt vong là gần hàng trăm năm nay rồi, đúng không? Còn cái lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc của đất nước Việt Nam á, là nó một lá cờ có chính nghĩa, nó được cả đại đoàn Liên Hợp Quốc, cả thế giới phải công nhận nó khác hẳn hai cái đó.
đúng không? Tức Mà là chính lá là cờ đỏ người sao Do vàng Thái. này, em nói Phú này, nó đại diện cho một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất, mà được tất cả các nước Nó trên thế giới công nhận, đúng không? Vâng. nên cho nên cái vấn đề đó, chứ tụi nó so sánh như vậy đó, là để đánh lạc hướng cho cộng đồng tị nạn bà con ở tại nước hải ngoại đó. Để chi? Đó là nó bắt đền cái nhà nước Mỹ này, tại sao bỏ rơi chúng đó? Tại cái lá cờ đó là một cái lá cờ do tụi ngồi bang nó dựng lên, cái chế độ đó do ngồi bang nó dựng lên, thì không thể nào mà so sánh được. Chứ có những nó so sánh cái gì là gì, nó so sánh để nó đánh lừa người dân ở hải ngoại đó, để mà nó khóc xót thương cho cái thây ma và cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Là mục đích này nên chúng ta phải hiểu được hai cái ý nghĩa của nó. Trong khi đó, khi mà đất nước thống nhất đó, tôi hỏi rằng tất cả những ông HO hiện nay là đang sống ở bên Mỹ đó, mấy ông có bị đảng cộng sản nó giết chết như là bỏ Hitler không? Đúng không? Người ta vẫn nuôi các ông, người ta tập trung các ông là gì? Mục đích là để người ta cho ông thấy được, nhận thức được là cái ông làm tay sai cho ngoại bang. Đúng không? Còn có vấn đề ăn uống thì mấy ông phải lúc đó phải tự túc, kể cả người dân, kể cả những người ở trong quân đội, kể cả những người Toàn dân người ở ta trong đều bộ khổ, sống sống cái thời điểm máy, người đấy. ta đều Vâng, khổ. đó, đều thế Như cả. chúng tôi, anh biết cái thời gian, Vâng. anh bạn biết cái thời gian chúng tôi học ở trong trường công an nè, và anh biết gọi là bánh xe lịch sử mà bộ có ha, thằng nào chiều nhồi cái thằng nào lấy một cái bánh gì thôi ăn nè, mà người ta vẫn ăn, người ta vẫn vui vẻ, là vì cái đó là cái vấn đề chung hết tất cả một đất nước. Trong khi mấy ông ăn sung mặc sướng rồi bây giờ đưa vô đó, mấy ông là than khổ, mấy ông bảo là cộng sản là độc ác cho mấy ông ăn như vậy. Chứ chúng tôi đây này, chúng tôi là người cũng phải ăn như vậy nữa. Tôi nói thật, trong khi các đó mấy ông còn sống sung sướng lắm, anh biết sao? Vợ con ngày xưa còn tràn trữ vàng vòng hay của cải này kia nào, rồi đi bán rồi bắt đầu nuôi các ông, trong bữa ăn mấy ông còn sướng hơn anh em chúng ta nữa đó anh bạn. Tôi nói thật, vậy thì nếu mà cộng sản nó tàn ác á, như các ông mà rêu rao thì làm gì có cái ông có mặt tại cái đất nước Mỹ ngày hôm nay theo cái gì HO đó. Nếu cộng sản nó không có nhân tính, nếu mà thằng cộng sản nó không có chính nghĩa, nó không có nhân chính, nó là một chế độ diệt chủng ấy, thì làm gì ngày hôm nay thằng Mỹ nó mời từ chủ tịch này, từ thủ tướng đó của cộng sản Việt Nam sang đó. Chúng ta phải hiểu hai vấn đề đó. Cho nên họ ngụy biện là gì? Họ muốn ăn vạ cái chính quyền Mỹ rồi bỏ rơi họ, họ khóc để cho lấy cái lòng thương xót của chính quyền Mỹ để mà cho họ ăn một ngày hai buổi. Nó đơn giản nói gì thôi đó. Tôi nói rằng là chúng ta phải vạch mặt và đấu tranh những cái sự xuyên tạc đó, và giải thích để cho những bà con ở hải ngoại hiểu, và cái là những người dân ở trong nước mình hiểu. Còn mù mờ cái vấn đề gì của cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tại vì chính quyền đó là một chính quyền tay sai đó. Nếu mà nó có chính nghĩa thì làm sao mà cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ là nó không còn ở trên cái là đại đoàn hội Liên Hợp Quốc, và trên cái thế giới này người ta có ai công nhận nó không? Không ai công nhận, kể cả chính quyền Mỹ họ cũng không công nhận mà. Đó, cái chính quyền mà ngày trước đây, cái chế độ mà ngày trước đây mà đã dựng tụi bọn nó lên và nuôi bọn nó còn không chấp nhận mà. À, thấy không? Nếu mà người ta chấp nhận, người ta đâu có mời từ ông tổng bí thư này, từ ông thủ tướng đó, từ ông chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đến nước Mỹ. Để chứng tỏ là người ta đã không không chấp nhận nó rồi. Các bạn đồng ý không? Đấy. Còn có bảo rằng là luôn lúc nào nó cũng xuyên tạc, xuyên tạc rằng là nhà nước Việt Nam làm tay sai cho Trung Cộng này kia nọ, đó là nó làm cho một số người dân còn mập mờ à, những người dân mà làm ăn là gọi là thất bại, hay là những cái bọn mà dân chủ bụi, những cái bọn mà gọi là tuy rằng là có ý thức, nhưng cái nhận thức về vấn đề lịch sử, về vấn đề dân tộc nó không có. Đó là những cái bọn cơ hội đó, thì nó dùng đó để nó xuyên tạc. Chứ bây tôi hỏi là cái bọn chống cộng người ta hải ngoại đó, vậy thì chính nó là những thằng làm tay sai cho Trung Quốc, là chính tất cả là những cái tổ chức ngày xưa mà chống phá đất nước và đưa đem như những cái người mà về mà để chống phá đất nước, hay là cái bọn Việt Tân ấy, là chính là nó nhận tiền của bọn thế lực ngoại bang mới. Bây giờ tôi dùng cái thế lực ngoại bang mới, tôi tránh hai cái chữ Trung Quốc, đúng không? Đấy, thì chính chúng nó là cái người mà chống phá lại nước chúng ta, chứ không phải là ai hết.
đó, mà đã đánh phá cái nền kinh tế của những người Việt hải ngoại tại cái bộ lạc Bonsa. Anh thấy không? Trong khi người ta xây dựng, người ta muốn phát triển cái Bosa, những người Việt đó, người ta làm kinh tế, mà chúng nó còn tới biểu tình rồi bắt buộc là phải treo cờ. Mày người ta làm kinh tế chứ người ta làm chính trị đâu, đúng không? Cho nên chính cái bọn này là cái bọn gọi là phá hoại đất nước, mà phá hoại đi cái đời sống của người dân ở tại hải ngoại. Anh thấy không? Đấy, nó như thế thôi. Thì tôi nói Thế thật, em tôi nói mượn diễn đàn của tôi. vâng, xin mời anh nói tiếp với. Tôi mượn diễn đàn của anh, tôi nói thật, tôi thách thức thằng Đài á, tôi thách thức thằng Đài đó, tôi ở Đức này, nó ở Đức này, tôi thách thức nó dám mở cái diễn đàn tôi nói tranh luận. Nó đâu có dám đâu, tôi thách thức nó đâu có dám đâu anh Đăng. Tôi nói thật anh á. Bọn nó có sang đây, tôi nói thật anh, tụi mà trốn chui trốn nhủi. Nó rất là hối hận, nó thật anh, mà bây giờ mà tụi nó không được cái tụi và Việt Tân một tháng cho chút đỉnh tiền, hay là những cái đài mà gọi là chống phá đất nước của mình phải không, cho đỉnh tiền thì chính tụi nó cái là không có cơm mà ăn nữa. Bây giờ tôi nói thật anh, hai vợ chồng nó sang Đức này theo cái diện tị nạn chính trị, được cái quyền tị nạn chính trị đó, một tháng nó cấp bao nhiêu, mà mày không đi làm một tháng nó cấp cho hai vợ chồng mày 600 đồng tiền nhà tiền cửa tao trả đó, 600 đồng hai vợ chồng ăn đủ không? Không bao giờ đủ. Tôi nói thẳng anh một câu luôn vậy đó. Cho nên gì cho đó làm sao, nó phải bán cái nước bọt của nó cho cái bọn gọi là chống phá đất nước. Chứ giờ kêu cái bọn Việt Tân lu lu ba la bắt đầu lên cái những cái đài bắt đầu trả lời, tôi thách thức nó luôn mà. Tôi nói thằng anh, tôi thách thức nó luôn á, mấy tụi nó đâu có dám đâu, tôi nói thẳng luôn á. Tại vì cái thành phần này là những thành phần cơ hội, những thành phần gọi là đấu tranh bà xà bà lát, cấu kết những cái bọn mà chống phá đất nước Việt Nam ở hải ngoại này để mà làm là ráo loạn những cái đời sống của người dân ở trong nước. Anh thấy không? Đấy, bây giờ anh thấy tại sao bây giờ những cái cuộc mà biểu tình mà không phải như trước nữa, tại vì người ta nhìn được cái bộ mặt thật của chúng nó, và cho nên chúng nó nghĩ rằng là ô chạy sang Thái Lan là được này kia nọ, đi ra nước ngoài, mẹ tao đi ra nước ngoài là tụi nó sẽ gặp những cái muôn vàn khó khăn, nó sống như là con chuột. Nó nói thẳng cho một câu gì đó đấy, đến Thái Lan rồi mới biết. Tôi nói anh, kể cả tại sao anh đến những cái nước, tôi nói đừng có nói gì Thái Lan, anh đến nước Đức hay nước Mỹ mà anh vô trại Thái Lan rồi anh mới thấy, vô trại tị nạn anh mới thấy được rồi cái đời sống nó hơn con chó nữa. Thấy không? Đấy, trong khi bây giờ là cái vấn đề luật tị nạn bây giờ là nó rào chắn lại hết, anh không có cái cơ hội nữa. Cái cơ hội anh chỉ có 1%, 1% thôi đấy, nói như vậy thôi đấy, cho nên tôi chỉ khuyên như vậy thôi. Thôi bây giờ mình xuống để cho anh em khác lên. Nói nhiều quá mất thời gian anh em. Vâng, tôi anh cứ nói đi. Thì bây giờ Dạ. em ý vâng ý em muốn trao đổi với anh Phú như này này. Như Dạ. anh vừa nói, em nói với anh và tất cả các bạn. Thì nói chung là bây giờ đối với tổ quốc, đối với đất nước, thì những kẻ nào mà phản bội tổ quốc, phản bội lại cái đất nước, phản bội quê hương mình, thì đó là một cái tên tội đồ mà gọi là cả nhân dân, cả đất nước Việt Nam có phỉ nhổ. Nhưng mà bây giờ cho nên là Bây chúng nó dựa vào những điều đó chúng nó giờ đổ cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang phản bội Tổ quốc và đang bán nước cho Trung Quốc. Nhưng mọi người phản biện là bây giờ Trung Quốc làm sao mà nó đánh Việt Nam được nó kia, thì chúng nó lại quay sang nó bảo bây giờ người ta xâm chiếm Việt Nam theo kiểu mềm, anh hiểu không? Bây giờ kiểu mềm là kiểu gì đấy đấy, chúng nó có như tôi là nó rất là lươn lẹo. Vâng, thì bảo là tôi Việt đúng Nam anh hiện là nay là bán đất các thứ cho Trung Quốc, nhưng mà mình phản biện là nó hiện nay luật Việt Nam chưa có cái chuyện bán đất cho những người mang quốc tịch nước ngoài mà không có quốc tịch Việt Nam, và bán đất cho những cái nước ngoài đấy. Thì nói chung là chúng nó cứ nói là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay này coi như là phản bội Trung Quốc, bán đất cho Trung Quốc này, bán Hoàng Sa này, bán Trường Sa cho Trung Quốc nó kia. thì tôi nói anh á, bây giờ tôi nói anh bây giờ cái sự thật nó như thế nào tụi nó cũng bồi bác, tại vì cái đó là tụi nó không làm gì thì là sao tụi nó có ăn được, tụi nó không làm gì thì làm sao mà tụi nó lấy đâu mà tụi nó ăn, anh nghe tôi nói không? Đấy, tụi nó là ăn mày, tụi nó là ăn mày Chính trị chính trị đấy, tụi nó là ăn mày chính trị, anh thấy tôi nói không? Bây giờ cũng như bây giờ cứ rằng bảo rằng chế độ Việt Nam Cộng hòa cái nhân bản, tại sao bây giờ mà bây giờ là cộng sản có chấp nhận cho mang cờ vàng về, về những người dân ở trong nước mà mang cờ vàng, tại sao bị bắt?
vì chúng ta phải hỏi lại là trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa, trong đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa đó, vậy thì tại sao họ trong cái hiến pháp họ họ bác bỏ cái đảng cộng sản, họ bác bỏ cái đảng, họ cho đảng cộng sản, những người làm cách mạng, những người cộng sản là những thành phần nguy hiểm đến cái chế độ của họ. Vậy thì tại sao bây giờ họ bắt buộc cái chế độ cộng sản phải chấp nhận họ, đúng không? Thì chính cái bọn mà Việt Nam Cộng Hòa nó đã làm ra cái vấn đề đó mà, anh thấy không? Thì tại sao những người mà họ đấu tranh chống lại, như là tôi nói ngay trong cuộc chiến tranh Việt Nam đó, không phải kể cả những người dân ở miền Nam họ xuống đường họ biểu tình chống lại sự chiến tranh mà chống được cái sự có mặt của người Mỹ ở tại đất nước Việt Nam, thì chính ở tại nước Mỹ, ở Washington, tất cả trên nước Mỹ, tất cả thế giới bên Pháp, người ta vẫn, người dân Pháp, người dân Mỹ, người ta cũng xuống đường để đấu tranh chống sự chiến tranh khi mà người Mỹ bước vào Việt Nam. Vậy thì có phải là cái chế độ Việt Nam hoặc là chế độ phi dân tộc hay không, đúng không? Chính người Mỹ họ còn xuống đường mà họ chống lại cái cuộc chiến tranh khi mà người Mỹ đổ quân vào Việt Nam, đúng không? Thì tất nhiên là những người Việt Nam, những người đi làm cách mạng, những người đứng lên, những người đứng lên đi làm cách mạng, đánh đuổi cái ngoại bang, có phải là những người yêu nước không? Có phải là những người chính nghĩa không? Cho nên cái sự mà những cái lời mà nói của bọn Việt Nam của họ lưu vong ấy, thì thật sự nó vô nghĩa. Nó chỉ biện bịch và bao che cho những cái hành động là bán nước của bọn nó thôi, là tay sai của bọn nó thôi. Thì bản chất nó bán chắc tay sai mà, cho nên nó suy nghĩ lúc nào đảng cộng sản vẫn là tay sai. Cái sự ngoại giao, nên tôi nói có đôi lúc á, người ta không muốn gây một cuộc chiến tranh, cũng như đọc theo lịch sử, chiều dài lịch sử của cha ông chúng ta, tuy chúng ta quýnh thắng quân Nguyên, quýnh thắng bọn Tàu, nhưng mà mỗi năm chúng ta đều chịu cống, là vì chúng ta muốn mang cái sự bình yên cho đất nước, cho người dân, để mà phát triển cái nền kinh tế. Khi chúng ta một nước, chúng ta nước nhỏ mà chúng ta đứng cạnh một cái thằng khổng lồ, thì chúng ta phải dùng chính sách mềm dẻo. Mà hiện nay cái chính sách của Đảng Cộng sản đi rất là đúng đắn, họ đi theo những cái gì mà tiền nhân chúng ta đã để lại. Tại vì khi chúng ta, Đảng Cộng sản không muốn gây một cuộc chiến tranh, mà cuộc chiến tranh khi xảy ra là chính là người dân và đất nước chúng ta là chịu thiệt hại nhất, thì tại sao chúng ta không dùng một cái diễn đàn quốc tế để cho thế giới nhìn thấy rằng đất nước Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình, và để chúng ta phát triển cái nền kinh tế để cho nâng cao cái đời sống người dân đi lên. Đó, thì chính cái bọn này nó lại muốn kích động cái người người mà gọi là chưa có kiến thức về chính trị, hay là còn nhẹ tin vào cái bọn đó, bảo rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân, đúng không? Thì chính chúng nó là những người nhận tiền của bọn Trung Quốc để mà gây một cái sự chiến tranh trên đất nước chúng ta. Là, mục đích của tụi nó là như vậy thôi, thấy không? Như thế thôi, đơn giản đó, như thế thôi. Tụi nó bảo rằng là Việt Nam nhập lậu hàng của Tàu đấy, chính bọn đó cũng vậy thôi. Anh nghe tụi nó, chính bọn đó cũng vậy thôi. Anh thấy không? Ở bên Mỹ chúng nó cũng nhập hàng lậu của Tàu đấy, 70 triệu đô la đấy. Tôi nói thật anh đi ra cái thành phố Đức, anh đi ra tất cả thành phố thế giới, anh vô cửa hàng nào đồ China nó chiếm mẹ nó hết, còn hơn 50% rồi. Tại nó rẻ, nó vừa cái đồng tiền của người tiêu dùng. Anh thấy tôi nói không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta phải biết ở đâu là kẻ thù, biết ở đâu là những cái vấn đề khi mà làm chính trị. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn. Cho nên cái người mà làm chính trị trong bộ máy chính quyền của hiện nay, của Việt Nam hiện nay, người ta có một cái nhìn đi hàng trăm năm lần kìa. Chứ không phải cái bọn mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà chúng nó hay thì chúng nó đâu có để mất nước, để mất miền Nam Việt Nam đâu. Anh thấy tụi nó không? Đâu có để mất miền Nam Việt Nam đâu. Nói vậy thôi, đơn giản nó vậy. Chúng ta phải nhìn được cái bản chất của cái bọn lưu vong, nhìn được cái thông tâm và cái bản chất của vấn đề đó, thì chúng ta mới hiểu được, và chúng ta mới nhìn thấy được cái chế độ hiện nay nó như thế nào. Nó mang cái chất nhân bản và nhân văn, nó mang cái chất tinh thần yêu nước và dựng nước. Dựng nước là gì? Là để phát triển đất nước. Thế thôi. Thôi em xin xuống để cho mấy anh em khác lên. Có nhiều ý kiến hay hơn.
Ok đó. Vâng, rất Cảm ơn vâng anh Bằng nhiều vâng nha. Kính rất lên chị em nha. vâng rất Ừ. cảm ơn anh Phú. Vâng, hôm nay chúng ta nói về cái mối quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc. Thì như tất cả các bạn đều biết, thì tôi khi tôi cái lịch sử Việt Nam thì tôi cũng không muốn nhắc lại lại nữa. Thì chúng mình chỉ biết rằng là từ năm 1990 đấy, khi mà Việt Nam đã bình thường hóa lại quan hệ với vấn đề Trung Quốc, thì bây giờ mình mới thấy là cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc như thế nào, đúng không? Nói chung từ năm 1990 trở lại đây thì theo tôi nghĩ nói chung là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung là rất là tốt đẹp, đúng không? Đối với mình, quan hệ với Trung Quốc tức là mình vừa quan hệ vừa đấu tranh, tức là quan hệ là phải quan hệ tốt đối với Trung Quốc. Trung Quốc là một nước láng giềng có đường biên giới dài đối với Việt Nam, là một đất nước phát triển có chung cái chế độ chính trị, tức là cũng đều do cái Đảng Cộng sản lãnh đạo. Những người dân Trung Quốc có cái nền văn hóa nói chung là cũng giống với Việt Nam. Cái thị trường tiêu dùng của Trung Quốc là giới tính. Thì tại sao Việt Nam mình là một nước sát nách Trung Quốc, mình không dựa vào những cái ưu điểm đó để mà ví dụ mình quan hệ tốt với Trung Quốc để mình phát triển? Rồi xin mời Phạm Quang Thủy. Còn đấu tranh là đấu tranh giành lại những đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đã từng chiếm của Việt Nam ở cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin chào Đồng Hương, Phạm Quang Thủy. Em chào anh Bằng, chào anh tất cả anh em trên diễn đàn của anh Bằng nhá. Rồi, ok. Lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau. Đúng, lúc nãy giờ em ngồi theo dõi cái chú mà vừa khách mời á, chú nói rất là hiểu biết và rất là tuyệt vời anh Bằng. Rồi, đấy là anh Phú. Thật ra thì em cũng không không hiểu biết lắm đâu. Chỉ xem các anh các chị nói và em cũng học hỏi thêm, nhưng mà như em vừa nghe chú vừa khách mời vừa nói thật rất là tuyệt vời. Thì bây giờ này Còn anh hỏi em, bây giờ tức là tôi hôm nay cái chương trình của mình nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì em thấy là từ như vừa rồi anh nói, từ năm 1990 tới nay khi Việt Nam tức là đã bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, thì tức là quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc theo anh nghĩ là nó là tốt đẹp, đúng không? Đấy, thì nói chung là tốt đẹp. Đấy, thì là bây giờ này, tức là bây giờ này, tức là cái đảng mình ấy, và chính phủ và nhà nước mình hiện nay cái đối sách quan hệ với Trung Quốc như thế có đúng hay không? Em là người dân bình thường, em nói lên cái cảm nghĩ của em thôi. ông anh nói rất đúng rồi, rất đúng. Nói về em thì em không hiểu biết lắm, nhưng mà riêng cái quan điểm của em á, em là làm người làm ăn á, thì thật ra như cái ngay bọn em làm gỗ đây, em cũng đang có cả xuất sang cả Trung Quốc đây, Xuất khẩu Trung Quốc. để hai nước giao thương với nhau. Còn thật ra ở trên Biển Đông thì nói để với tranh chấp thì nó không phải là nguyên Trung Quốc nó tranh chấp Việt Nam ấy, Việt Nam mà cả Philippines này, Indonesia này, đến rất là nhiều nước, cả Nhật Bản, cả Hàn Quốc, đến rất là nhiều nước chứ không phải nguyên Việt Nam. Tức Còn là em nói là ra thành Trung Quốc á, ngay ngay cả Mỹ nó cũng có nó tự nhiên nó đánh cả Iraq hay là các nước khác, Liên Hợp Quốc cũng phản đối, cũng có phản đối được nó đâu, nó cũng cứ đánh bình thường mà. Còn như ngay Trung Quốc nhé, bây giờ nó cứ bảo Việt Nam không đánh Trung Quốc hay vậy, thì bây giờ thì Trung Quốc nó ra đấy, nên lấy Việt Nam vậy là bắt súng rồi bắn nó à, bắn làm sao nó. cái vấn đề anh nói Nhưng với Phạm và mà con Thủy. em nói này, cái Việt Nam mình là rất là khôn khéo, là mình chỉ phản đối thôi, tại vì mình vì lựa sức mình, đâu phải là mình cứ nói là mình đã mang súng mình bắn được đâu, tại vì là mình bộ ngoại giao của mình rất là tuyệt vời đấy, thì mình đối thoại là chính, nhưng đâu phải là cứ nói là làm được luôn đâu.
Còn như cái như quả Tân Thái nó cứ kê, nó, hôm qua em lên đài diễn đàn nó cũng lên, nó mời em lên nhưng mà vừa nói được mấy câu là nó chặn em à. Vì nó kia là mùng 10 tháng 6 thì nó xuống đường biểu tình đấy. Em thách đố nó, bảo mày xem mày cứ kêu đi mày gào lắm mà xem có ai xuống đường biểu tình nghe mày không? Người trong nước bây giờ ai người ta nghe mày? Vì bên thật ra thì cái trang của thằng Tân Thái á, theo em theo dõi ấy, thì nó lên clip á, thì nó cũng em nghĩ là nó khoảng 5-7 nghìn người vào xem cái like của nó. Nhưng mà em nghĩ là cái like thì cái những người bình luận của cái trang của nó là nguyên bên người với nguyên nước ngoài hết. Người trong nước của mình nhá, vào vào theo dõi của nó thì ít thôi. Nhưng mà cái người bên nước ngoài, cả cái bên hải Mỹ, bên hải ngoại là cái trang của nó là nó vào nó bình luận rất nhiều. Khi em lên á, lên cái là bọn nó nhâu và nó chửi à. Thì cái bọn thằng em bảo thằng Tân Thái là và ông bảo cộng sản mất dạy vô văn hóa vậy. Tôi vừa lên cái mà cái bạn bè của ông chửi tôi nhâu và chửi nó còn chửi, nó còn chửi tục hơn lớn em luôn đấy. Thì nói Thôi thì chung em thì em rồi ok cũng những thời gian thì dân em đang trẻ tuổi, em rồi không không hiểu hiểu biết là về chính trị lắm đâu. Nhưng mà thôi thì em chỉ lên dạ vui với anh một chút. Vậy thì em chỉ theo dõi các anh các chị để bình luận thôi, chứ còn thật ra em lên bình luận về hiểu về chính trị thì em không hiểu lắm. Nhưng mà mình là người dân Việt Nam á, mình phải bảo vệ đất nước của mình. Cho bọn nó xuyên tạc cái nào mình phải phản biện lại. Chứ mình làm sao, mình là người dân mình làm sao mình đứng im được? Bây giờ chúng nó sẽ xuyên tạc về đất nước của mình ngồi im mình không không nói thì không được. Mà như đôi khi như em ấy, em chửi rất tục ấy. Em bảo cái bọn bọn nó là em chửi rất tục ấy. Vì mình thấy nó bọn xuyên tạc về đất nước của mình quá nhiều, mình nói không đúng một tí nào cả, không đúng một tí nào cả này, mình nghe nó ngứa hết cả tai, mình phải chửi thôi. rồi ok Mà đôi khi rồi nó nói mà mình tức không chịu được. Thôi thì cũng chào tất cả anh chị em trên diễn đàn của anh Bằng Nguyên. Thì nhưng mà như anh Bằng Nguyên là rất ok đấy. Tôi ok chào anh đây nhá. đấy đấy là cái tinh thần của những người dân bình thường đúng không, anh em mình cũng là những người buôn bán những dân bình thường thôi, muốn tức là lên phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của chúng đó, ai có những tri thức ở kiểu Em gì phản biện nói thật đấy. với em nói thật với anh thà, anh Bằng là ngay ngay cái bọn nó cứ bảo là em là đảng viên, thật ra em là người làm ăn, em là người dân chứ em có đảng Rồi viên tôi là chào anh người cứ Nguyễn Đức chết Minh. mẹ gì đâu. Rồi ok. Đấy, Rồi chào em các thấy bạn. bức xúc lên mạng xã hội, em thấy bức xúc về em ấy thôi. Rồi ok. Cảm ơn Quang Thủy Bye nhé. bye, Rồi ok. chào Rồi dạ cảm anh ơn. nhá. Em mời Phú lên tiếp ấy. Rồi bạn là Long Việt chờ một tí xíu. À, xin Vâng, quay lại xin chào anh. tí. Vâng. Mình chỉ muốn một câu thế này là các bạn, cái người Mỹ họ luôn lúc nào cũng có một cái câu châm ngôn thế này: không mãi mãi là bạn, không vĩnh viễn là thù. Đấy, người Không Mỹ đó. bao giờ có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi quốc Yeah. gia là vĩnh viễn thôi. Thì đó, Vâng, thì đó tôi là nói cái là câu. cái quyền lợi quốc gia, thì hiện nay đất nước chúng ta, Đảng Cộng sản họ thực thi, họ đi Vâng, vấn đề chào rất là chào cụ vướng. Lộ. Tại vì không phải riêng gì Việt Nam có sự quan hệ với Mỹ, với Trung Quốc, với tất cả những cái nước trên thế giới, gọi là đa phương hóa, mà cái sự quan hệ đó là nó mang lại cái lợi nhuận, cái nền kinh tế để phát triển cho đất nước Việt Nam chúng ta. Vậy thì cái một khi cái đảng cầm quyền đó họ mang lại cái lợi ích, họ đặt cái lợi ích của dân tộc lên trên, chứ không phải đặt một cái lợi ích cho một cá nhân nào hết, hay một tổ chức nào hết. Cho nên vì cái đó mà chúng lợi dụng sự xuyên tạc đó. Bây giờ tôi nói tại người Mỹ với Việt Nam ngày xưa là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà sau khi kết thúc sự chiến tranh, qua những quá trình để tìm hiểu với nhau, để xích lại gần với nhau, thì ngày hôm nay người Mỹ chính là một người bạn rất thân thiết với lại Việt Nam. Thì tại sao chúng ta, Việt Nam chúng ta là một đất nước gần sông, đó là sông liền sông, đất liền đất với Trung Quốc,
mà chúng ta không tạo một cái sự quan hệ tốt đẹp. Mà cái lợi nhuận khi mà bang giao với Trung Quốc, nó mang cái lợi nhuận cho cả đôi bên. Anh thấy không? Tại vì kể cả Philippines, khi mà nó kiện Trung Quốc ra vấn đề và biển đảo, rốt cuộc bây giờ nó phải trở về lại Trung Quốc. Tại vì người ta nhìn thấy được không cái gì gọi là vĩnh viễn là thù hết, mà luôn lúc nào phải đặt cái quyền lợi của dân tộc lên. Lợi quốc gia lên trên hết. Đấy. Cho nên Đảng Cộng sản họ có một cái thông điệp gửi ra là đa phương hóa. Đa dạng là hóa. Tất cả là gì đó là gì? Là tất cả đều là bạn hết. Khi nào mà Trung Quốc cái âm mưu của họ, họ muốn đánh phá và thôn tính Việt Nam, thì lúc đó Đảng Cộng sản và dân Việt Nam sẽ đáp trả lại bằng mọi hình thức để giữ nước và để giữ nước. Đó. Còn cái vấn đề khi mà kết thúc thì chúng ta vẫn là đi với cái vấn đề ngoại giao để mà bình thường hóa lại. Tại vì nó mang lại cho cái nền kinh tế đất nước chúng ta. Thì nó có những người cái bọn mà dâm chủ hay là những cái bọn hải ngoại nó xuyên tạc, nó bảo rằng là người Tàu họ đến Nha Trang họ mua đất hay là này kia đó, đó là sự xuyên tạc. Nó muốn ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước chúng ta. Cứ đất nước, em nói vâng, em nói anh Phú này, cứ đất nước ta ví dụ làm một cái gì đó mà có vẻ lớn là cái là bắt đầu chúng nó xuyên tạc. Ví dụ từ Formosa rồi đến đường cao tốc rồi đến phát triển du lịch ở Nha Trang, Đà Nẵng đấy, thì chúng nó đều xuyên tạc mà chúng nó đều tìm cách phá hết, đúng không? Kể cả ví dụ như là nhà máy Nickerman, Bô Xít Tây Nguyên, đúng không? Bây giờ tất cả các bạn thấy không, khi các công trình đã qua rồi, trước kia chúng nó phá thì các bạn mới thấy tất cả các nhà máy đó, nhà máy giấy Nickerman, các bạn thấy không, bây giờ có ô nhiễm không? Nhà nước mình quản lý rất tốt. Bố xí Tây Nguyên ở trên kia hiện nay đã sản xuất rất tốt và đang có lái Formosa, tạo điều kiện công ăn việc làm cho bao nhiêu người công nhân. Thấy chưa? Rồi sau và góp những phần coi như phát triển cái tỉnh Hà Tĩnh. Đấy, tất cả các bạn thấy không? Qua đây mới thấy là những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó, và chúng nó chỉ muốn phá cái nền kinh tế của Việt Nam, kích động những cái người không hiểu biết để đứng lên để chống lại chính phủ mình, chống lại nhà nước mình. Đó là cái dã tâm của chúng nó. Vâng, xin mời anh. Bây giờ tôi thấy chúng nó bảo rằng là Việt Nam xài tiền Trung Quốc, bà mày ai mày. Cái đồng tiền Việt Nam bây giờ nó đang có giá trị trên thị trường quốc tế. Tôi nói thật, cái đồng tiền Việt Nam ngoài ăn được ở đâu? Nếu mà trong cái thời kỳ mà còn Pháp thuộc á, là nó làm cái đồng tiền gọi là ba nước Đông Dương. Nhưng mà đồng tiền đó của thằng Pháp nó làm ra, nó mà ba đứa Đông Dương hồi xưa là nó thuộc về sự cai trị của thực dân Pháp. Chứ còn khi mà đến cái thời đại nhị Cộng hòa đó, mà nó thật sự đồng tiền Việt Nam Cộng hòa nó chỉ ăn lưu thông trong nước thôi, chứ nó làm gì có lưu thông ở nước ngoài. Nhưng mà tôi khẳng định một điều là đồng tiền của Việt Nam bây giờ nó ăn cả ở nước ngoài. Tại sao tôi nói gì? Bây giờ anh ở Việt Nam đi, tôi nói anh bằng Việt Nam, các bạn Việt Nam các bạn xài Visa card đi, có phải là các bạn qua Mỹ các bạn xài vẫn được không? Có được không? Vậy thì Việt Nam hòa ngày xưa làm gì có? Rồi nó bảo là Trung Quốc đến Việt Nam hay là trả tiền, mà xin lỗi cho bìa tôi Đức này, ngày xưa Đức nè, thì sĩ nó không ăn, nó không dùng tiền, nó không vô khối euro đó, mà chúng tôi vẫn trả euro, người ta vẫn lấy, là vì các nước mà khi nó giáp danh với nhau nó có một hiệp ước nhau là nó vẫn dùng đồng tiền đó hết. Nó thì chính là tụi đó dùng cái đó để nó xuyên tạc. Thì tất cả những người dân mà họ không có một cái kiến thức, họ không có hiểu được cái, thì họ bảo là Việt Nam này là bán cho Tàu hay là dùng cái hay là gì Tây Sa cho Tàu, đó là đều ấu trĩ. Tôi nói thí dụ bây giờ ngày xưa khi mà Việt Nam còn trong cái thời kỳ cấp bằng chưa phát triển ngành du lịch, tất cả những cái đồ du lịch nó đổ qua Thái Lan, và chính Thái Lan nó làm giàu. Khi mà nó rất mừng khi mà bắt đầu giấy cấp bằng Việt Nam. Anh, mà ngày hôm nay anh Phú nhá, của anh Phú ấy, anh nói thì em ngắt lời em một tí xíu về vấn đề coi như tiêu tiền Trung Quốc. Hiện nay nhá, tiền đồng tiền nhân dân tệ và tiền đồng Việt Nam được tiêu ở cái vùng buôn bán ở vùng biên giới thôi, đúng không? Còn bên trong nội địa, ví dụ trong thành phố Hồ Chí Minh mà hoặc là trong nội địa mà các bạn dùng ngoại tệ thì các bạn sẽ bị phạt. Các bạn có nhớ cái vụ quay $100 phạt bao nhiêu tiền không? Đấy. Hoặc là bây giờ các bạn dùng đồng nhân dân tệ công khai như, đúng không? Thì các bạn có bị phạt không? Thì ở nước nào thì nó chỉ áp dụng cái vấn đề là những cái vùng mà sát biên giới với nhau, lân cận với nhau. Tôi nói ví dụ nha, bây giờ nhìn thấy đi, các bạn ra tới Nha Trang đi, bây giờ cái người Trung Quốc họ đến Việt Nam họ du lịch rất là đông,
cho nên Thái Lan bây giờ nó mắc một số khách rất là nhiều, anh thấy không? Thế thì cái khách mà du lịch đó, họ đến một năm, ví dụ họ đến 3 triệu người đi, thì họ mang cái ngoại tệ cho đến cái ngành du lịch mình, và đến cái, mà mang cái nền kinh tế của đất nước của mình là xuất bao khẩu nhiêu. trực tiếp, mình gọi là xuất khẩu Đấy. trực tiếp, ngành du lịch là một cái ngành công nghiệp không khói rất quan trọng. Tất Bạn cả đều sống sau anh ấy mình sẽ bảo nó rồi. Mà khi mà tôi nó xuyên tạc, ví dụ khi mà nhà nước mình đi ra nước ngoài là các nước thế giới họ họ viện trợ cho Việt Nam, tôi nói ví dụ như viện trợ là 1 triệu đô la cho vấn đề sáu đối với nghèo, thì khi mà về bắt đầu là tụi nó moi móc, tụi nó bảo là tại sao mang 1 triệu về mà tại sao đồng tiền không tới tay có bao nhiêu, tại vì chính người nó ngu cái chỗ này là các bạn để và không phải là người ta mang 1 triệu đồng về để người ta đưa vào cái quỹ và xóa đói giảm nghèo, thì trở thành cái người dân nó thành giàu mẹ rồi, nên người ta phải điều tiết, làm chính quyền người ta phải điều tiết 1 triệu đó người ta phân bổ ra, ví dụ như 500 người ta đưa vào cái xóa đói giảm nghèo, còn 500 người ta đưa vào vấn đề là cho bên giáo dục, bên y tế, bên cầu đường, người ta phân bổ ra, ta điều tiết ra, ta hỗ trợ cho nó về những cái ngành nào mà nó còn còn khó khăn. Đó là cái sự điều tiết trong cái bộ máy của nhà nước. À, thì tụi đó nhưng mà tụi nó mập mờ để mà nó làm kêu sự nghi ngờ cho người dân là nghĩ rằng là Đảng Cộng sản hay là cán bộ bỏ túi. Đấy, cái đó là cái sự ngu dốt của những cái thành phần gọi là chống cộng hải ngoại. Cho nên 40 mấy năm chúng nó đâu có đạt được cái gì đâu. Mà chính là 40 mấy năm rồi người dân bỏ quay mặt cái tụi nó bỏ đi. Cộng đồng hải ngoại bỏ tụi nó đi. Và cái chính quyền sở tại mà nuôi tụi nó, người ta cũng chán tụi nó. Anh thấy chưa? Anh thấy không? Nuôi một đội quân ăn hại không làm được cái gì Thứ rồi, đấy. cho nên Mỹ người ta bỏ, cho nên là những cái người mà gọi là cái bọn chống cộng cực đoan, chúng mày nhìn vào đấy cảm thấy nhục nhã. Thôi bây giờ coi như im mồm đi, đất nước Việt Nam đang hòa bình, đang phát triển, đúng không? Nhân dân Việt Nam nói chung phần lớn, em chỉ nói phần lớn thôi, chứ còn đất nước nào cũng cũng có một số ít những kẻ chống đối, đúng không? Phần lớn hiện nay người ta cũng đang chăm lo cho kinh tế gia đình và chăm lo cho đất nước. Tôi nói bây giờ nhìn thấy lại cái đất nước Việt Nam của mình, nói thật các bạn, nó phát triển đến mức độ với cái tầm vĩ mô luôn. Mà tôi nói thật, đi về Việt Nam các bạn, theo các bạn trong nước mà các bạn đi xe giường nằm lên, có máy lạnh, có giường massage, đủ nước ngoài làm gì có, kể cả nước Mỹ cũng chưa có nữa các bạn. Thì các bạn thấy rằng cái sự phát triển của đất nước Việt Nam nó như thế nào, thấy không? Mày đi chợ, đi siêu thị ra cái xuống tới cái cá sợi qua cái rạ là tao mua mớ đồ à. À, có siêu nhân viên siêu thị nó chở về tới nhà, ở đây làm gì có, bị dính chích mẹ luôn, thấy không? Còn ở đâu xứng bằng Việt Nam, còn ở đâu xứng bằng Việt Nam nè, đúng không? Trên tôi nói Mà rằng cái thằng nào nó bảo là mà sữa Vinamilk có đỉa à? À, ở đâu chỗ nào mày nói, ngồi nói kiểu gì được ấy, chả lẽ mà coi như là chú lại nói với mày mà một câu mà nó tầm bậy, ví dụ trong suy là chết với nó rồi, nhưng mà chú không nói được trong suy mày nói cứ cho kiểu kiểu như thế nên ai mà chả nói được. cho nên cái những người mà cái bọn trẻ trâu hay là những người mà chưa có hiểu biết nhiều thì họ lúc nào họ cũng dễ bị xuyên tạc, họ bị những cái thành phần mà hải ngoại họ lợi dụng đó. Cho nên đó là, bây giờ tôi nói không không phải là những bọn trẻ trâu, kể cả những cái bọn mà gọi là mang cái gốc gọi là tiến sĩ này hay tiến sĩ giò đó, nhưng mà họ là vì cái cơ hội, họ vì cái thực dụng, cho nên họ bán mình cho cái những cái bọn thành phần chống phá đất nước đó, là vì họ đặt cái lợi ích của riêng cá nhân họ, chứ họ không phải đặt cái lợi ích của cái dân tộc, thấy không? Nó đơn giản như vậy thôi. Cho nên phải hiểu hai cái vấn đề đó và phải hiểu cái đáy của vấn đề đó thì mình mới nhận diện được cái kẻ nào là chống phá đất nước, anh thấy không? Tôi nói anh cho bây giờ người dân Việt Nam, tôi nói anh nghe, các bạn bây giờ đi là rất là sống sung sướng, các bạn mẹ thích thì đi ra sân bay đó. Mà ngày xưa tôi nói thật với anh bằng một câu là các bạn trẻ, các anh ngày xưa đừng có nói là mấy anh mơ lên máy bay, mà các anh chỉ cần vô tới sân bay tăng nhất là chưa được, mà anh vô tới sân bay là chưa được là ước mơ, chứ đừng có nói chi mà bước lên trên máy bay. Thật sự cuộc đời của tôi ngày xưa mẹ tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là mẹ biết cái chừng nào mà khi cái đời nào mà tôi được bước lên chiếc máy bay, chứ đừng có nói là vô sân bay thôi khó rồi,
Tôi nói vậy cho biết rồi đó. Cho nên bây giờ các bạn sống trong một cái thể chế, trong một đất nước rất ư là thịnh vượng, rất ư là ổn định, thì các bạn phải trân trọng và quý mến đó. Cái điều đó là cái điều thiết tha mong muốn nhất. Không có một đất nước nào mà có nền chính trị ổn định như Việt Nam mình. Các bạn thấy không? Nước Đức họ giàu có hơn đất nước Việt Nam chúng ta, họ là một đất nước cường mạnh về vấn đề công nghiệp, nhưng mà họ phải đi sau chúng ta về vấn đề thống nhất đất nước. Đấy không? Không có camera. Đấy không? Mà kể cả Hàn Quốc bây giờ đó, nó cũng muốn thống lý đất nước lắm nhưng mà nó chưa làm được. Vậy thì chúng ta phải đánh giá rằng cái đảng cộng sản của chúng ta, thấy chưa, một đó đất là nước gọi là nỗi đau của dân tộc đấy nhỉ. Đấy, anh thấy không? Cho nên một đất nước mà có sự phát triển thì cái đất nước nó phải được thống nhất đất nước thì mới phát triển được về mọi mặt, về kinh tế. Thấy không? Nó đơn giản như vậy thôi. Nên chúng ta phải bảo vệ nó. Người ta nói là giữ nước đã khó mà dựng nước đã khó mà giữ nước càng khó hơn nữa. Cho nên chúng ta phải quyết tâm một lòng đánh đuổi kẻ gọi xâm, mà đánh vào những cái bọn xuyên tạc chống phá đất nước chúng ta. Cái điều đó là chúng ta đã thể hiện được cái tấm lòng của người công dân yêu nước rồi, chứ không cần người phải cầm súng để mà ra chiến trường cầm súng, thì có những thế hệ khác. Đấy, nó như vậy. Nói tuy rằng chúng tôi ở nước ngoài chứ, nhưng mà cái tâm hồn chúng tôi và những cái tư tưởng, những cái gì đó chúng tôi là hướng về đất nước. Dù rằng chúng tôi là người ở nước ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn là một người con em của Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Từ cái lòng yêu nước chúng ta vẫn luôn luôn nằm sục sôi. Tôi nói thật một câu. Tại vì chúng tôi là những người đã chui lèn và rèn luyện ở trong cái bộ máy đó rồi. Khó lắm, khó mà dập tan được những cái tư tưởng và những cái lòng yêu nước của chúng tôi lắm. Tôi nói thật, để bằng câu gì đó. Rồi, ok, xin xuống. Rồi. Xin cảm ơn anh. Các bạn ở dưới chị mới là trẻ trâu cho tôi vì là khách đang nói. Xin mời Kim Hùng Sơn, sau đó đến Văn Tập nhé. Mẹ, bây giờ mà mấy thằng chúng mày còn phân biệt Bắc Kỳ với Nam Kỳ thì chúng mày mẹ đúng là mãi mãi là một thằng trẻ trâu, không bao giờ lớn được. Mà chúng mày ấy, mà bây giờ chúng mày là những người mà có tuổi, nhiều tuổi đấy, thì chúng mày là chỉ là những thằng trẻ con nhiều tuổi thôi nhá. Rồi, xin chào. Ô, chào anh Bằng. Vâng, xin chào anh. À, chào anh Bằng. Anh có nghe rõ không? Rõ, nghe rất rõ anh ạ. À, ok. Vậy thì thế này. À, thực ra thì mình cũng theo dõi anh Bằng cũng được một thời gian rồi. Nhưng mà trên thực tế thì nói thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ không có cái cuộc tranh luận bởi vì cái tư tưởng nó giống nhau, thì thành ra chỉ là một cái sự chia sẻ thôi. Trước hết thì không hiểu anh Bằng và mọi người nghĩ thế nào. Câu hỏi của mình là như thế này. Tại sao Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam? Trong khi đấy, quân sự Việt Nam chắc anh cũng hiểu là không có gì đe dọa Mỹ đúng không? Kinh tế của Việt Nam thì lại càng không có gì đe dọa Mỹ. Câu hỏi tại sao Mỹ sẵn sàng khóa cái tập mình gọi là giấy tờ về cái cấm vận đấy, vứt chìa khóa. Lý do tại sao mở? Theo anh nghĩ như nào? Theo tôi nghĩ là như thế này. Tức là cái thời gian năm 1995 ấy, thì một số nước đấy, một cái nền kinh tế Việt Nam gần như một con số 0. Đúng không? Cái tiềm năng mà đầu tư vào Việt Nam thì có một cái lợi nhuận rất là lớn. Mà một số nước đã đầu tư vào Việt Nam thì theo tôi nghĩ rằng cái thằng Mỹ ấy, thì bao giờ thì nó cũng đặt cái quyền lợi đất nước của nó lên trên hết. Cho nên cứ có một cái gì có lợi cho Mỹ thì là Mỹ làm. Đấy. Thì theo tôi nghĩ rằng là Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam thì đó là cũng một cái lý do, đó là lý do chủ yếu. Mà ngoài ra cũng còn một lý do nhỏ nữa.
Nếu như anh xem lại về cái nền kinh tế của Việt Nam cái thời mà Mỹ bỏ cấm vận là mới có 6 tỷ. 6 tỷ. Theo tôi nghĩ Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam không phải là vấn đề là kinh tế và đầu tư vào thị trường Việt Nam. Mà Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam có hai lý do. Thứ nhất, Trung Quốc phát triển. Thứ hai, địa lý của Việt Nam. Mỹ rất cần Việt Nam. Và đấy là cái lý do Mỹ bình thường hóa trở lại và bỏ cấm vận là do Trung Quốc phát triển. Và còn một cái nữa thì nói thế nào nhỉ? Mình lược qua mấy cái chủ đề để một số người người ta không hiểu anh bằng. Mình thì nói qua một chút, mình ở Thụy Điển thì cũng lâu rồi. Nếu như nói về mấy cái chủ đề, thứ nhất là dân chủ này, thứ hai là độc đảng, thứ ba là mình nói về vấn đề tham nhũng. Nếu như dân chủ thì chắc anh Bằng cũng hiểu rằng là dân dân chủ phát nguồn nguồn gốc từ Hy Lạp, tức là mình nói khoảng độ trên 2.000 năm. Nhưng mà cái thời Hy Lạp ấy, mà mình phải nói là cái thành Athens ấy, nó rất là số lượng dân nó rất ít này. Anh cứ cho là vài chục ngàn người, mà thậm chí mình cứ gọi là 100.000 người, cái thời đó cũng là một cái thành phố rất lớn ở châu Âu rồi. Mà cái người mà những người mà đại diện tiếng nói dân chủ, họ đều là giới chủ của anh chứ không phải là người dân. Đấy là cái dân chủ mà từ thời Hy Lạp mà họ lấy làm cái gốc, nền gốc của Tây Âu để họ họ nói cái từ dân chủ. Nhưng mà dân chủ để đòi hỏi có một cái dân chủ thì nó có mấy cái lý do bắt buộc anh phải có. Một cái xã hội, một đất nước, điều đầu tiên anh phải có độc lập, anh có chủ quyền. Thứ hai, chính trị phải ổn định. Thứ ba, kinh tế phải phát triển. Thứ tư là cái người dân ấy, về văn hóa họ cũng phải phát triển. Thứ năm, dân tộc và tôn giáo nó không có phức tạp, anh mới có thể có dân chủ được. Mà cái dân chủ ở đây mình nói theo một cái lối phương Tây, trên thực tế thì hiện bây giờ nó có hai vấn đề. Một, dân chủ về lý thuyết và dân chủ về thực tế. Dân chủ về lý thuyết thì ai cũng hiểu rồi. Tây phương, Mỹ, ví dụ. Nhưng dân chủ về thực tế, nói thật anh Bằng, không có một nước nào là thực sự có dân chủ. Mà đấy là chỉ là một cái mà mình gọi là một cái mô hình, một cái xã hội, một đất nước người ta muốn hướng đến thôi, chứ còn chưa có một xã hội nào đạt được cái mình gọi là dân chủ tự do thực sự. Ví dụ mình nói về cái thực tế, người ta thường nói là dân chủ và tự do thì sẽ dẫn đến một cái xã hội phát triển, đúng không? Anh thừa nhận không? Người ta thường nói như vậy. Đấy là mình nói về lý thuyết. Nhưng mà về thực tế thì lại cho ta thấy rằng khi mà cái nền công nghiệp của thế giới đi lên, mà mình gọi là từ Anh ấy, thì lúc đó hoàn toàn không có dân chủ. Thậm chí Mỹ vẫn còn sống ở trong cái chế độ gọi là mình gọi là nô lệ. Vẫn còn sử dụng nô lệ. Đúng chưa? Vậy thì không có nghĩa là mình nói là cứ dân chủ mới tự do mới là phát triển. Nhầm. Thế giới này phát triển từ khi trước khi có dân chủ. Chứ không phải có dân chủ mới tự do rồi mới phát triển. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa, người ta nói về vấn đề độc đảng. Anh nên nhớ rằng Singapore là chế độ độc đảng. Kinh tế của Singapore thì không cần phải giải thích rồi, đúng không anh? Đài Loan cũng là chế độ độc đảng. Kinh tế Đài Loan như nào mình cũng cần giải thích. Thì không có nghĩa rằng là chế độ độc đảng là chế độ không phát triển. Bởi vì mình phải bóc cái lớp dân chủ tự do để mình xem cái hành động và những cái quyết định của cái thế giới gọi là dân chủ tự do họ làm những cái gì, quyết định những cái gì, thì mình sẽ thấy rằng nó không còn là democracy nữa. Nó là plutocracy, tức là cái này là mình gọi là những người lãnh đạo đại diện cho những người giàu. Họ chỉ mang một cái quyền lợi cho một cái nhóm rất nhỏ trong xã hội, những tập đoàn, những công ty và những
những cái mình gọi là những người người ta điều hành về tài chính, những nhà tài phiệt và những cái tổ hợp mà gọi là mình gọi là weapon complex, tức là những cái tổ hợp chế tạo vũ khí và những cái tập đoàn lớn, đó là họ bảo vệ quyền lợi cho cái nhóm đó, chứ không phải họ bảo vệ quyền lợi cho người dân. Đấy nó gọi là plutocracy, tức là dân chủ đấy là dành cho người giàu, những người 1% trong xã hội. 1% thưa với anh, mà đấy 1% là còn hơi bị lớn nếu mà mình đội đánh giá ấy. Trở lại câu chuyện vấn đề tham nhũng, người ta nói một xã hội mà khi nó đã tham nhũng ấy, thì thường là xã hội đó không có dân chủ, không có tự do và không phát triển. Đấy là về mặt lý thuyết, đúng không anh? Trở lại vấn đề thực tế thì mình thấy này, xã hội Trung Quốc, xã hội Việt Nam lại đầy tham nhũng từ những năm 90, năm 2000, nhưng lại phát triển nhanh nhất thế giới. Câu hỏi tại sao? Điểm khác nhau ở cái chỗ lý thuyết và thực tế tại sao lại khác nhau? Nếu anh nhìn kỹ thì anh sẽ thấy như này. Tụi anh em mình đều hiểu cái thời gọi là thời bao cấp. Sau đó chuyển đổi kinh tế, đúng không? Và từ cái chuyển đổi kinh tế sang từ vấn đề nhà nước quản lý. Trước nay toàn bộ là nhà nước quản lý hết. Nhưng khi nhà nước bắt đầu chuyển hóa ra tư nhân, thì chính nhờ cái tham nhũng đó, cái chuyển hóa lại rất là nhanh. Vì nhanh thì những cái người mà họ ở địa phương này, họ là những người mà có quyền lãnh đạo ở trong cái lĩnh vực đó, họ chuyển hóa rất nhanh cả xã hội Trung Quốc và cả xã hội Việt Nam. Chuyện đấy là lý do là cái tham nhũng đó, tất nhiên mình không có ủng hộ cái tham nhũng, nhưng nói thẳng là nhờ cái tham nhũng đó mà cái xã hội Trung Quốc và xã hội Việt Nam chuyển hóa rất là nhanh và đi lên rất là nhanh bởi cái tham nhũng đấy, cho nên nó mới lại buồn cười cái chỗ vậy. Và cái khó cho anh phương Tây là nhìn vào và anh phải đổi cái, mình gọi sao, tức là họ hoàn toàn nó ngược lại với cái những cái triết lý họ dạy ở trường và triết lý về xã hội, về quan niệm, rồi rất là nhiều mặt để mà nó hoàn toàn nó thay đổi giữa thực tế và lý thuyết. Thì tất nhiên ở cái xã hội Việt Nam và Trung Quốc, và đặc biệt xã hội Việt Nam, thì nói thật với cả anh Bằng như này, trước hay sau Việt Nam sẽ có dân chủ. Những cái dân chủ là dân chủ theo kiểu Việt Nam, chứ không thể dập khuôn theo cái kiểu Tây Phương. Lý do là không thể nào mình nói là one size fit all, tức là một cái mẫu hình anh có thể áp dụng tất cả mọi xã hội và tất cả mọi quốc gia. Anh hiểu ý tôi nói không? Nó không phải đơn giản như vậy. Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau. Bây giờ nếu như thực sự dân chủ mà theo cái kiểu mình gọi là rất là thật dân chủ và lá phiếu đều được tính, từ hỏi cái thằng Tây Bắc và cái thằng Đông Bắc bây giờ, đồng bào dân tộc thiểu số đó được ông Trung Quốc mời chào bây giờ, nó xin, mình gọi là sao, tức là tách ra khỏi Việt Nam, tự trị. Thế sau đó là sáp nhập vào Trung Quốc như kiểu thằng bán đảo Crimea của Ukraine hay sao? Người chàm người ta bầu lên, người bảo chúng tôi như là xin tự trị khu vực giữa miền Trung của chúng tôi. Mấy ông cao nguyên Trung Phần cũng đòi xin tự trị. Thế bây giờ câu hỏi đó là có chấp nhận được kiểu dân chủ đó không? Chắc chắn Việt Nam sẽ chia ra nó ít nhất phải 3 cho đến 4 quốc gia. Mà điều đó là không thể nào chấp nhận. Cái dân chủ ở đây nó phải dân chủ theo kiểu Việt Nam, hợp với cái người Việt và dân tộc Việt và cái xã hội người Việt, cộng với cái văn hóa người Việt. Người AD nó bảo, không cứ đòi dân chủ, không cứ đòi bình quyền, nhưng mà người AD chúng tôi là sống theo gọi là mẫu hệ. Người AD sống mẫu hệ. Bây giờ bảo dân chủ rồi bình quyền, người phụ nữ đó người ta quyết định. Mình không thể nói, nó phải phù hợp với cái văn hóa, tập tục, với cái tất cả mọi thứ, dân tộc, các thứ là nó phải phù hợp với nhau, chứ không thể nào đưa một cái dân chủ của một cái nước nào đó du nhập sang và áp dụng vào cái Việt Nam, không bao giờ được. Bởi vì dân chủ phải tự nó dân chủ ra, chứ không thể nào nhập khẩu được. Đơn giản là như vậy đó. Chứ nhiều người ta không hiểu, người ta bảo phải dân chủ, phải độc, phải đa đảng, phải thế loại. Thực ra mà nói, họ không hiểu cái gì.
nó không hiểu cái gì về cái bối cảnh chính trị Việt Nam, bối cảnh xã hội Việt Nam, rồi văn hóa dân tộc Việt Nam, họ không hiểu. Họ nghĩ là cái gì của Tây đưa vào áp dụng Việt Nam cũng được. Nhầm, không bao giờ có thể áp dụng được ở cái xã hội Việt Nam. Việt Nam mình không phải như thế, không đơn giản như vậy. Và trở lại câu chuyện anh Bằng ấy, thì thực ra mà nói này, anh cứ ngẫm mà xem, tất cả những cái việc và những cái người mà gọi là chống cộng hay là bất bình chính kiến hay là gọi là bất mãn chế độ xã chế độ giá bây giờ vân vân, câu hỏi ở chỗ là gì, mục đích để họ làm cái gì? Anh lùi lại anh sẽ nhìn thấy được cả bức tranh. Mỹ và Trung Quốc hiện bây giờ chiến tranh kinh tế, phát xuất chiến tranh kinh tế cũng chỉ vì là Trung Quốc phát triển, Mỹ đương là tài cố, bây giờ tự nhiên mà lùi xuống số 2 rất khó chịu. Mà bây giờ nếu như kinh tế đã lùi số 2 rồi, bây giờ sau này quân sự mà không còn độc bá độc tài nữa, cái đó là một cái người Mỹ họ rất khó chấp nhận. Không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận nhanh nhỏ. Nên nếu như họ nhìn lại khu vực châu Á, ok, mình lược lại khu vực châu Á một chút. Nhật và Hàn Quốc là bị Mỹ chiếm đóng từ sau Thế chiến thế giới thứ hai. Nếu nói về Nhật, Hàn Quốc sau những năm 50, 53, đúng không? Philippines là thuộc địa của Mỹ, lấy cướp từ tay của Tây Ban Nha. Sinh quá nhỏ không nói, cũng là chư hầu của Mỹ. Ấn thì bản thân Mỹ rất muốn đối đầu với Trung Quốc, ghim chân Trung Quốc ở khu vực. Nhưng tất nhiên người Ấn Độ người ta cũng thừa hiểu, người ta cũng chả muốn lâm vào cái cảnh đấy. Và thực tế nếu mà nói về lịch sử, trong những cái lực lượng cả kinh tế và quân sự mạnh nhất thì Ấn Độ và Trung Quốc trong lịch sử mấy ngàn năm chưa bao giờ họ đụng độ với nhau. Họ chấp nhận, họ sống cạnh bên nhau với cái lực lượng quân sự rất mạnh. Anh phải coi lại cái lịch sử nha. Ok. Thì người Ấn Độ người ta không đối đầu với người Trung Quốc. Thì người Mỹ nhìn lại, đọc lại lịch sử, xem lại cái lịch sử của mình và nhìn lại khu vực, thì họ thấy chỉ duy nhất đó là Việt Nam. Thứ nhất, người Việt Nam họ đã có truyền thống đấu tranh. Họ đã va chạm với Trung Quốc hàng ngàn năm. 79 họ đã va rồi. Người Việt Nam họ không ngại người Trung Quốc nếu như họ buộc phải bảo vệ tổ quốc của họ. Thứ hai nữa là gì? Việt Nam có hai cái lợi thế về địa lý. Đường bộ và đường hải, hàng hải đều gắn liền với Trung Quốc. Và còn cái nữa, Việt Nam là cái người mà gác cổng ra vào của ông Trung Quốc, cái đường lưỡi bò ấy mà. Đường lưỡi bò là cái đường ra vào của ông Trung Quốc. 90% hiện bây giờ lượng vận tải trên thế giới vẫn sử dụng hàng hải. Hàng hải phải không anh Bằng? Mình đương là cái đường mà mình nói là chặn cái cửa ngõ của anh Trung Quốc. Trên địa lý của Việt Nam nó rất là đặc biệt mà Mỹ nhìn vào. Nếu như Mỹ biết rằng Trung Quốc phát triển thì không bao giờ Mỹ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nó sẽ nằm ở đấy và nó sẽ đi bằng được. Không bao giờ Mỹ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam, nói thẳng với anh Bằng. Bởi vì lúc đó Mỹ, chính trị Mỹ họ không nhìn xa như Trung Quốc. Chính trị Mỹ họ chỉ nhìn rất ngắn, bởi vì thứ nhất là tổng. Còn nghe được anh Bằng? Dạ, vẫn còn nghe tốt ạ. Ok, 4 năm một nhiệm kỳ. Một năm, riêng anh nói, riêng anh cứ thử nghĩ xem một năm nếu mà sau một khi mà đắc cử tổng thống, cái vấn đề bàn giao về tài chính không nó đã mất cả năm. Giữa nhiệm kỳ đã phải tranh cử tiếp. Và cuối nhiệm kỳ, năm cuối nhiệm kỳ đã lại phải tính cái đợt mà gọi là bầu cử sau. Chứ nói thẳng, những nhà lãnh đạo của Mỹ, họ thực sự họ không phải là những nhà lãnh đạo. Họ là những con rối trên sân khấu, họ là những diễn viên. Đằng sau là họ gì? Họ có đạo diễn. Đằng sau họ lại còn, ngoài đạo diễn ra là còn kịch bản và những người đầu tư cho cái vở diễn. Đây mới là những người thực sự điều hành về chính trị, chứ không phải là cái tổng thống lọ tổng thống kia. Trên khác nhau ở giữa các nhà chính trị tư bản mà mình gọi là plutocracy, những người mà lãnh đạo mà đại diện những người giàu, họ cũng cần năng lực, vì đằng sau nó có bộ máy hết rồi, nó điều hành nó có bộ máy hết rồi. Cho nên Obama, nếu mà trước khi làm tổng thống anh không biết ông là ai, và bản thân tôi cũng chả biết Obama là người nào, đúng
Donald Trump thì mình hiểu ông này là dân về buôn bán, rồi xây dựng, rồi tổ chức cờ bạc, rồi gọi là dẫn những cái bao những cái chương trình thi gái hoa hậu ABC vân vân, chứ còn chính trị ông hoàn toàn ông không có cái gì. Nhưng tại sao mà chính trị Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động? Là bởi vì đằng sau nó có cái bộ máy ngầm, chứ không phải những người đứng trước. Những người đứng trước nó chỉ là diễn viên thôi. Anh Bằng hiểu ý tôi nói không? Trở lại câu chuyện, những người lãnh đạo của Cộng sản, họ lại hoàn toàn là khác. Họ đi lên bằng thành tích, họ đi lên bằng thành tích, họ được bầu vào. Tất cả những người lãnh đạo Cộng sản, họ là đều có kinh nghiệm lãnh đạo anh. Tự nhiên không bao giờ có một ông tự nhiên vô danh tiểu tốt huých phát lên làm mình gọi là chủ tịch nước hay là thủ tướng hay nọ kia. Họ đều có thành tích, và từ thành tích đó họ được bầu lên, trên họ đều. Và khi họ lãnh đạo, mà giống như là những người ở nhà thường nói, là thông tin đại chúng thường nói là gì, đó là tổ chức cầm quyền mà gọi là tư nhân điều hành, cái gì ạ? Mình lâu mình không sử dụng từ tiếng Việt, nhưng mà đại khái là gì, họ là tiếng nói của một cái nhóm lãnh đạo, chứ không phải là chỉ riêng đấy tập thể, chứ không phải là cá nhân. Nó không phải giống như là tổng thống Mỹ hướng lên nói cái này nói cái kia. Tức là tập thể lãnh đạo, cá nhân thì chịu trách nhiệm. Đấy, đó. Chính xác như vậy. Thành ra là mình nói này, Việt Nam bây giờ thực ra lên giữ chế độ độc đảng. Sau này không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ lên giữ chế độ độc đảng. Bởi vì cái đường Việt Nam đi bây giờ, đường đi là rất là chuẩn. Có lợi cho đất nước, phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Tất nhiên mình không nói ba cái trường hợp cá nhân, cá thể đặc biệt mình không nói làm gì, nhưng mình đương nói theo cái chung ấy. Việt Nam nói cái câu mà hoàn toàn chuẩn là gì? Dân giàu nước mạnh. Chỉ có Việt Nam mới có cái chế chính sách nó gọi dân giàu nước mạnh. Ở bên này mà dân giàu lên nó đập chết thuế luôn ấy. Lập chết thuế. Làm sao có chuyện mà bây giờ ví dụ này, Việt Nam không có thuế thu nhập cá nhân, không có. Họ chỉ mới bàn về một số những người mà thu nhập cao đại khái thế, mình nghe thế. Nhưng mà trên thực tế Việt Nam là không có thu nhập cá nhân. Có. Thứ hai, thuế bất động sản rất là có, ít. Nhưng mà nói chung là rất là ít. Vâng, ít. Ít. Nó khác là những cái xã hội bên như tôi bên ở đây, hay là Tây phương hay là Mỹ, là cái chính quyền họ sống bằng thuế của thu nhập cá nhân. Chính vì vậy là cái xã hội của người ta, mọi cái anh có thể nhìn cái con số nó bày tỏ. Như Việt Nam mà nói, là bây giờ nói GDP của Việt Nam chia cái đầu người, và nói lên là cái tính là chia đầu người thu nhập cá nhân rất là ít so với thế giới. Nhưng mà nhầm, nó không thể nói được gì về cái kinh tế của Việt Nam. Bởi vì rất nhiều người Việt Nam, nếu mà họ nói tính tài sản, họ không hề mang lợi nha. Họ sẵn sàng họ có những cái tài sản 1-2 triệu đô là rất bình thường ấy. Mình nói căn nhà của họ có khi cả triệu đô rồi. Hay là vườn tược của họ cộng lại những cái tài sản bất động sản, họ cả triệu đô. Nhưng mà chả bao giờ họ phải khai, và họ đóng một cái tiền mình gọi là thuế bất động sản gần như cũng đáng kể. Nó khác với cái xã hội ở bên tôi ở hay là Mỹ, là gì? Tất cả mọi cái đều phải khai khẩn. Và nó có một cái thuế rất là cao trong cái vấn đề là từ thuế thu nhập cá nhân, thuế hàng hóa của anh hàng ngày này, và thuế coi như là mình gọi là an sinh xã hội này. Sau rồi là nếu mà anh có tài sản thì là anh đóng bất động sản này. Nếu mà anh đưa cái tài sản đấy sau này anh chia cho con cái, anh cũng phải đóng một cái thuế gọi là cái thuế mình gọi là thừa kế. Anh hiểu chưa? Nó nhiều lắm. Nếu mà nói thuế bên này thì nó thực sự nó nhiều lắm. Nó rất là nhiều. Cho nên người dân bên này tại sao người ta lợ nhiều? Người ta không có tài sản thực mà tất cả mọi cái nó đều lợ. Và có những người mình gọi là gì, họ sống theo kiểu paycheck to paycheck, tức là anh chưa nhận được cái thẻ, cái mình gọi là cái chi phiếu tới, anh đã phải mượn trước để anh sống cho nó qua ngày. Họ sống trong lợi là nhiều lắm.
Cho nên là nhiều người ở bên Mỹ họ nói những câu mà mình nghe thực sự mình nói xã hội Tây phương nó đều giống nhau. Nếu như bên này như bên tôi đóng là khoảng 33% về thuế. Anh cứ hình dung một ngày anh kiếm được 1 triệu tiền Việt, anh phải đóng 330 ngàn, chấm hết, không cần bàn luận. Nếu mà Việt Nam mình bây giờ nhiều ông cứ kêu cái lọ kia, mà thế ra nếu như ông nói là ông kêu nhà nước không thế nọ thế kia rồi, hay là y tế, nếu bây giờ hình dung là ông kiếm được 1 triệu, ông bỏ riêng ra 330 ngàn, và trong vòng 10 năm thì cái số đấy ông được lên được bao nhiêu? Anh bạn hiểu ý tôi nói không? Chứ nhiều người người ta nói hoàn toàn là họ không hiểu biết, họ dựa trên GDP, họ nói những câu mà thu nhập Việt Nam vẫn còn thấp, họ không hiểu. Tại sao người Việt Nam thu nhập thấp như vậy, tính theo đồng lương? Tại sao một người Việt Nam rất bình thường họ có thể lái một chiếc xe máy mấy chục triệu, có thể dùng cái điện thoại mười mấy 20 triệu, có chuyện nó tương đối phổ biến chứ không phải là ghê gớm đúng không? Rất là bình thường. Câu hỏi là họ lấy tiền đâu ra, bởi lương của họ chỉ có 4 triệu một tháng. Người ta không thể hiểu được, nếu như người ta không đặt mình vào giống như cái hiểu được cái xã hội Việt Nam để mà mình hiểu được như vậy. Chứ còn nếu bình thường mà tính trên GDP thì làm sao mà chả nói được cái con số gì về cái thu nhập của người dân Việt cả chị anh ạ. Không nói được. Có những ông nông dân mà thậm chí ông làm tốt về về kinh tế, ông có thể thu nhập vài 300 triệu một tháng, không ai biết đấy là đâu. Xong rồi ông hứng hứng lên ông làm cái xe ô tô, ông ngạo nghễ ông chạy loạn hết cả lên, chả biết đấy đâu mà. Ông nông dân này ông kiếm đâu tiền mà ông, anh hiểu ý tôi nói không? Mặt tiền mà khi mà người Việt mình nó có một cái hay như này về cái văn hóa người Việt mình ở Tây phương ấy, nếu mà nói thế hệ giữa bố mẹ con cái ấy, thì người ta quan niệm là khi người ta con người ta đủ tuổi trưởng thành 18 trở lên ấy, mà bản thân những đứa con nó cũng muốn độc lập, tức là nó, khi đủ tuổi nó tự động nó rời khỏi nhà hoặc là nó chuyển ra khỏi nhà, sau đó tiền thiếu nó có thể nó vay mượn, sau đó là sinh sống. Có cái hay là nó tự túc, nhưng có cái dở là nó mang công lợi rất lớn, đặc biệt là kể đầu tư về học hành cũng vậy. Nhưng văn hóa người Việt ấy, thì thường ấy, họ nghĩ rằng là họ là bố mẹ, cho nên con cái của họ dù độ tuổi nào họ vẫn quan niệm là con, họ vẫn đầu tư cho con cái học hành. Và thậm chí truyền thống người Việt mình bố mẹ không có điều kiện thì ở chung, nhưng nếu có điều kiện thì mua nhà mua cửa cho con, phải không anh? Cho nên là nhờ cái chuyển đổi từ thời bao cấp xuống cho người dân, và nhờ cái tập tục văn hóa của người Việt lo cho con cái, cho nên người Việt có thể nói là họ làm chủ ngôi nhà của mình khoảng, nếu mà tính tỷ lệ phần trăm khoảng trên 90%, anh bằng có tin không? Trên 90% là người Việt người ta làm chủ, tức là họ không phải trả tiền nhà, họ không phải thuê nhà. Tất nhiên cái nhà mình có thể hiểu là đôi khi tứ đại đồng đường cũng có, hay là ví dụ như là một cái nhà đơn sơ cũng có, nhưng mà rõ ràng là nhà của họ không phải trả tiền nhà. Gần 100% Bên này luôn nha, thì chứ tính không thật phải 90, không phải 90 100%. ông, Gần mình nói đây là khiêm tốn, mình phải tính khiêm tốn nữa. Còn còn nhiều người người ta thuê nhà đấy, nhưng mà ngược thuê lại bên nhà, này nhưng nói mà thật người ta là lên thành phố thuê nhà, nhưng mà quê người ta vẫn có nhà. có một cái lực lượng, cái đấy cũng có, nhưng mà cũng có lực lượng thuê nhà nữa. Đây mình nói thế cho nó khiêm tốn. Có mấy ông ở Mỹ, ông ở thiên đường, ông lại cứ chửi mình, nó nói xạo, mới nói phép thì nó lằng nhằng lắm. Trở lại câu chuyện như thế này, người Việt mình nếu ở Việt Nam làm giàu thì khó, nhưng nếu mà để cuộc sống đủ ăn, không phải ngửa tay đi xin, thì thực sự với anh Bằng là quá đơn giản, quá đơn giản. Những xã hội như bên tôi này, bên Mỹ này, thực sự bây giờ cái công việc càng ngày nó càng khó anh bảo, rất là khó kiếm. Bởi vì anh nên nhớ rằng khoa học phát triển càng cao bao nhiêu, càng nhanh bao nhiêu, thì lại đi ngược lại vấn đề là thất nghiệp lại càng nhiều bấy nhiêu. Bởi vì khi người ta đưa máy móc vào hoạt động theo mình gọi là càng hoạt động càng càng Giảm hiện đại tầng hóa người, bao nhiêu, vâng, thì càng giảm tầng người lao động đi. người ta lại càng giảm cái sử dụng cái lực lượng tay chân bấy nhiêu, đúng không? Thì đấy là lý do tại sao mà ở Tây phương bây giờ là càng ngày càng thất nghiệp. Nó không phải là do kinh tế, mình nói là do là ông châu Á ông ấy cướp công ăn việc làm, mà đây là do vấn đề cái chỗ là cả anh càng hiện đại hóa bao nhiêu thì nó lại càng cần ít cái lượng người lao động chân tay bấy nhiêu.
Chưa kể bây giờ thế giới bây giờ màn hình phẳng, người ta mua dịch vụ anh. Đặt giả thuyết một ông bác sĩ Thụy Điển, trước đây ông quản lý được khoảng độ 20 thân chủ, nhưng ông mua cái dịch vụ ở Ấn Độ, một nhóm bác sĩ Ấn Độ, ông gửi tài liệu của bệnh nhân ông sang, sau đó là cái nhóm bác sĩ đó nó hội chuẩn, sau đó nó gửi lại cái lời đáp là nó khuyên là những người bệnh nhân như này lên điều trị kiểu này, và thực ra thì ông ấy nhận ngay những cái ý kiến đóng góp đó và ông điều trị theo kiểu như vậy. Thì thay vì ông nhận 20 thân chủ theo khả năng của ông, thì ông có thể ông nhận được cả 100 cho đến thậm chí cả 200 thân chủ, không thành vấn đề. Bởi vì trong lúc ông ngủ thì vẫn có người khác làm việc cho ông về những cái việc của ông. Đấy là lý do tại sao nó càng ngày nó càng mất việc đi anh Bằng. Ở đây nếu như tôi muốn gọi cái taxi, thay thì nó gọi đến cái văn phòng mà điều hành cái taxi của công ty taxi đúng không anh? Không, nó gửi cái điện thoại của tôi, nó lắp lối sang tận Ấn Độ. Ở bên đấy có người Ấn Độ, người học tiếng Thụy Điển, người ta điện cho cái thằng taxi chạy đến đón tôi. Dịch vụ bây giờ nó như vậy. Dịch vụ bây giờ nó như vậy. Nó có những cái ngành mà anh bắt buộc phải sử dụng tay chân, ví dụ như y tá, người lái xe tải, hay là những cái ngành mà chăm sóc người già là bắt buộc là phải tay chân thì không thể tránh được. Nhưng còn những cái ngành khác về dịch vụ thì họ toàn mua hết này. Nên đấy là lý do tại sao mà mình nói là châu Âu này cũng như là bản thân Mỹ nó đi xuống, là lý do là như vậy. Vâng, anh còn cái nữa, em muốn hỏi anh, vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam sang thăm Nga là một, thăm Na Uy và thăm Thụy Điển. Anh hiện nay anh đang sống ở Thụy Điển đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thì anh có theo dõi cái chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi sang thăm Thụy Điển không? Không anh? Trên thực tế thế này anh Bằng, mình thì công việc nó cũng bận rộn. Thứ hai thì tất cả những cái gì mà nó liên quan đến hợp tác hay là ký tác để làm ăn thì tôi thấy nó đều có tính chất, đều phát triển thì tôi thấy đều là tốt cả. Đấy là tôi ủng hộ ngay. Cái đấy là thực ra mà nói thì mình nói cũng, các lãnh đạo nhà mình ấy. Cái tin là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm thì cũng có một cái doanh nghiệp sữa của Việt Nam sang đầu tư một nhà máy sữa ở Thụy Điển. Nói chung là bây giờ là thực kinh tế mà nói quan hệ này, nó quá đi có đi có lại nhỉ, chứ không phải như đúng bọn rồi. Chúng nó nói là Thủ tướng Nguyễn Phúc phải sang Thụy Điển, sang Na Uy để mà có gì xin viện trợ ở đó kia. không anh bằng không nên bận tâm ba cái chuyện đấy. Tại sao anh biết chúng nó vẫn đi nói ngược đường? Rất đơn giản, bây giờ anh cứ hình dung đi. Anh Bằng đương ở miền Nam đúng không? Anh đương ở Sài Gòn đúng không? Anh đương ở Hồ Chí Minh đúng không? Nếu như anh muốn, nếu anh muốn tìm hiểu về Lạng Sơn, anh có thể anh check phát vào mạng, anh bấm Lạng Sơn ra cái là anh hiểu về Lạng Sơn đúng không? Cũng như cái bọn kia, nó thích hiểu về Việt Nam, nó thật sự anh Bằng nó bấm ra một cái, nó ra hết ngay. Nhưng tại sao vẫn nói ngược? Có hai cái vấn đề. Mình nhìn lại, mình lùi lại, mình nhìn lại bức tranh, tại sao nó như vậy? Thứ nhất, đấy là cái nghề người ta kiếm cơm anh. Đằng sau nó có một cái quỹ đen. Quỹ đen này mục đích là chống phá Việt Nam, chia rẽ Việt Nam, gây thù oán giữa người Việt Nam và Trung Quốc. Anh biết để làm gì không? Cái mục đích để làm gì không? Theo anh mục đích để làm gì? Tất nhiên nó hiểu rằng lật đổ không bao giờ lật được. Bởi vì anh ấy biết là không có một cái chế độ nào lật đổ từ bên ngoài. Chỉ có tự cái chế độ đó, chế độ cộng sản nó tự nó thay đổi thôi. Chứ không có một chế độ nào mà từ bên ngoài mà lật đổ được chế độ cộng sản ấy. Nhưng tại sao nó làm những cái điều đó? Lý do rất đơn giản. Khi Việt Nam thì an ninh sẽ bất ổn định. An ninh bất ổn định, chính trị bất ổn định. Không ai người ta vào đầu tư Việt Nam nữa anh. Không ai người ta đầu tư một quốc gia mà chính trị không ổn định, gây thù oán giữa các dân tộc, chia rẽ giữa các dân tộc, gây thù oán giữa người Việt và người Trung Quốc làm gì? Để mục đích cuối cùng cũng là Việt Nam không phát triển đó.
Nếu mà thành công nữa, nếu như Việt Nam mà chế độ đa đảng, mà đảng dân tộc mà nó lên nắm quyền, anh nên nhớ đảng dân tộc là đảng nào. Nếu đảng dân tộc mà phát triển theo hướng sai, chính đảng dân tộc là đảng đảng phát xít anh. Đảng dân tộc là đảng phát xít. Nếu như mà đảng dân tộc quá yêu nước, quá tự tôn dân tộc mình, thì đảng dân tộc nó sẽ biến thành hiếu chiến và nó sẽ thành phát xít. Nó phát xít ở đây thì mình nói là gì? Điều gì sẽ xảy ra? Chiến tranh xảy ra. Chiến tranh xảy ra thì vấn đề giải quyết được cái vấn đề gì? Mình không thể bê Việt Nam đi rời ra ra khu vực Bắc Âu hay là khu vực khác, mà mình vẫn buộc phải sống với người Trung Quốc bên cạnh. Hãy học cái cách sống với nhau và chấp nhận nhau như thế thôi. Đơn giản là như vậy. Nhưng cái mục đích của nó là làm như vậy. Là gì? Gây chia rẽ dân tộc, gây tính mất đoàn kết dân tộc, gây bất ổn về an ninh và gây thù hằn giữa người Việt người Trung Quốc. Và còn cái nữa, tất cả mọi cái gây đấy nó cũng dựa trên một cái phi chính trị, là đấu tranh vì môi trường, là đấu tranh vì nhân quyền, là đấu tranh vì tự do, là đấu tranh vì vấn đề khu kinh tế, rồi ABC vân vân, đều là phi chính trị. Và từ đấy nó mới thọc từ đấy ra. Rất đơn giản đấy. Nếu anh lùi lại anh sẽ nhìn được cả một cái bức tranh như vậy. Rất đơn giản. Tất cả mọi cái là gì? Chỉ muốn xúi đầu Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. Mà khi mà vấn đề Việt Nam và Trung Quốc xảy ra, ôi chính quyền Việt Nam nó dùng vũ khí hóa học, nó giết dân của nó, chúng tôi phải vào đây chúng tôi giúp cho dân Việt Nam. Hãy nhìn Syria đi, hãy nhìn Iraq đi, hãy nhìn Libya đi, và bây giờ là Venezuela đó. Còn một cái nữa anh bảo, nói thế này để cho các cái bạn trẻ hay là những người không hiểu họ phải biết như này. Khi một quốc gia mà nhỏ nằm gần một quốc gia lớn, không đơn giản mình nói một câu là gì? Tôi có quyền tự chủ, tôi có quyền độc, tôi có độc lập, tôi muốn quyết định như thế nào về chính trị của tôi muốn chơi với bạn nào theo ý của tôi cũng được. Ai 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 ai. Đặt giả thuyết, nếu thằng Mexico, nếu thằng Canada chơi với Nga, Trung Quốc, mời Canada, mời Trung Quốc và thằng Nga đến để đóng quân, thì anh nghĩ là thằng Mỹ nó sẽ nói gì? Anh nghĩ thằng Mỹ nó sẽ phản ứng như thế nào? Nó đập chết tươi và nó ăn như sushi ngay vào luôn. Đấy. Ví dụ điển hình. Cái gương Ukraine. Ví dụ điển hình. Ví dụ điển hình. Anh nói đúng, Ukraine. Ukraine là một cái thằng nằm ở cái thế bánh mì kẹp kem. Anh nằm giữa hai thế lực. Thứ nhất, anh là từ nói với thằng Nga, nó thực sự nó là anh em anh. Nó là một luôn. Anh tách ra. Lúc đó là Boris Yeltsin có phẩy tay thôi cho nó tách ra. Ukraine và Georgia. Lúc có hội nghị Budapest của NATO năm 2004. Lúc đó NATO treo một cái bảng lên là Welcome thành viên Georgia và Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Georgia nghe thấy một cái tưởng có ô dù của NATO, bật lại Nga ngay. Anh nhớ 2004 nha, 2005 nha. Nga lập tức cho quân sang xử lý ngay vào luôn. Bởi vì tại sao? Năm 90 khi mà cái khối Cộng sản và Nga nó vỡ trận, lúc đó là Nga kinh tế rất yếu. Nhưng khi ông Putin ông lên ông nắm quyền và ông chỉnh đốn lại cả quân sự lẫn kinh tế nó đều lên, lúc đấy là Nga không thể chấp nhận, càng ngày càng để cho NATO lấn sân và sát biên giới rồi. Thì sau khi giải quyết xong Georgia thì lại đến lượt anh Ukraine. Anh Ukraine nhẹ dạ cả tin, nghĩ rằng Mỹ đứng chống lưng, NATO đứng chống lưng, rồi bên này thì có khối EU, ABC vân vân, quay lại bật. Cái đấy là một cái sai lầm. Chính xác. Nhưng mà nó không còn là còn cái chức năng đấy. Nó đánh cả Libya rồi, nó bây giờ nó không còn chức năng đấy nữa. Bây giờ nó mở rộng rồi, bây giờ nó là cái bộ máy của một cái bộ máy quân sự để sử dụng của Mỹ, người Mỹ sử dụng ấy. NATO nó là như vậy thôi. Đơn giản bây giờ nó là một cái bộ máy mà bộ máy chiến tranh mà để Mỹ sử dụng, và những thằng nào mà không chịu gửi quân mà tham chiến thì cái bill
cái giấy tính tiền nó, ta chia nó gửi, thế đó, đơn giản lắm đấy. Tất cả đều phục vụ, vụ là gì? Phục. Chính xác, chính xác. Nếu mình hiểu hiểu đúng nghĩa của nó. Trở lại câu chuyện là gì, anh Ukraine thì đương nhiên Nga nó xé thành trăm mảnh này, bởi vì người Nga ở Ukraine rất nhiều. Và tất nhiên là không bao giờ Nga chấp nhận là Mỹ mang cái hỏa tiễn ở sát biên giới này để chọc vào Nga này. Đấy là cái điều rất dễ hiểu thôi. Anh ở cái thế kẹp kem, bánh mì kẹp kem, anh ở cái thế gọi là mình gọi tiếng Anh nó gọi là baguette ấy. Hay là mình gọi tiếng Pháp nó bánh mì baguette ấy. Anh nhớ bánh mì pate ở giữa đấy rồi. Giữa hai thế lực anh không thể nào, anh đơn giản anh nghĩ anh chọn bạn, hoặc là anh ở gần một cái thế lực lớn anh không thể nào. Anh bây giờ nói đơn giản như 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 là bây giờ mình nói cho dễ hiểu, những bạn trẻ họ dễ hiểu. Bây giờ mình ở trong một cái xóm, trong cái xóm mình nó có một cái thằng đầu gấu ấy, hiểu chưa, nó là với mình là cái thằng 24/24. Bây giờ mình lại gọi một cái thằng đầu gấu ở từ cái xóm khác đấy, mình tụ tập thì cái thằng đầu gấu ở xóm mình nó nhìn thấy ngay là mình là có tính chất là định đập nó đây, anh hiểu chưa, hoặc là bật lại, đương nhiên nó phải đập mình, bởi vì cái thằng đầu gấu ở cái xóm kia không thể nào nó bảo vệ mình hết. Cái thằng đầu gấu ở trong xóm mình ngày nào nó kề cận nó đập mình lúc nào mình chết. Chứ không phải mình nghĩ rằng mình có độc lập, mình có chủ quyền chính trị, mình muốn quan hệ với ai cũng được, muốn chơi với ai cũng được, quan hệ quân sự với ai cũng được. Cái đấy không phải đơn giản như vậy. Nhìn Chính trước trị nó nhìn mà đơn sau, giản như vậy, nói thế anh phải nhìn trước nhìn sau. chính xác như vậy. Vâng. Nhưng Việt Nam, các vị lãnh đạo Việt Nam của mình họ đã có tiền sử, họ rất khôn ngoan. Anh nên lược lại cái lịch sử đi. Việt Nam đã từng chơi tay giữa Nga và Trung Quốc, cái thời Nga và Trung Quốc là xích mích với nhau Quá chính xác, rất là căng với nhau nhé. quá chính xác. Đấy, họ họ rất khôn ngoan, họ đã từng chơi tay giữa, Nga chứ và không Trung phải là Quốc, họ không tôi nói hiểu. với tất cả các bạn, Nga Trung Quốc rất thù hoặc nhau. Đấy, nhưng mà Việt Nam vẫn chơi được với hai người. Đó là cái giỏi. Đấy là cái khéo trong chính trị, đấy là cái khéo trong chính trị của cái người lãnh đạo Việt Nam. Chứ đừng thằng nào nghĩ vào ôi mấy ông cộng sản ôi ngu lắm, mà chúng mày chả hiểu cái gì, không bao giờ hiểu cái gì, không bao giờ học lại lịch sử để mà hiểu được. Đến bây giờ thua vẫn không bao hiểu tại sao mình thua. Quân đội đứng thứ tư trên thế giới mà ơi, ông đứng thứ tư trên thế giới ông thua cái thằng đứng thứ nhất thế giới về bộ binh, thằng Pháp nó thừa nhận cũng là còn mừng lắm đâu. Việt Nam nó đứng thứ nhất về bộ binh, sau trận Điện Biên Phủ người Pháp phải thừa nhận Việt Nam nó đứng thứ nhất về bộ binh thế giới. Ông thua bộ binh thế giới thứ nhất, ông mới đứng thứ tư, ông thua cũng là cái gọi cái danh dự cho ông rồi. Đến bây giờ vẫn chả bao giờ hiểu được. Và thôi mình cũng chả nhắc là họ làm gì, bởi vì họ cũng là họ họ đã gọi là đầu hàng rồi. Một cái chính quyền nó đã mất mấy chục năm rồi, nôm na bây giờ cũng toàn những các lão bệnh binh cả, hiểu chưa? Mà trong khi đấy là cũng không có thừa kế, cũng chả có thế hệ trẻ đi đi theo. Anh nếu mà anh hiểu này, những năm cuối 70, 80 và thêm tiếp sức cái hội cái nhóm mà đi ODP sang, thì lúc đó cái đợt cái nhóm chống cộng thì nó lớn lắm, mình đông lắm, thời đó nó đông lắm. Bởi vì dù muốn hay không muốn thì họ vẫn buộc phải theo cái trào lưu khu vực, bởi vì không có là họ sẽ bị mình gọi là sao, tức là bị người khác họ tẩy chay, rồi đại khái cuộc sống nó sẽ rất là mệt mỏi nếu mà làm ăn hay là nhiều cái lắm. Thành ra là dù họ không muốn họ bắt buộc phải theo ấy, tức là theo một cái thế gọi là không phải là lòng họ muốn. Như thôi đấy là chuyện cũ mình chả nói gì, nhưng bây giờ tại sao mình quay đi quẩn lại, mình thấy lơ tơ dăm ba cái ông vớ vẩn thế hệ mà toàn cái thế hệ sau này ăn nói thì chả hiểu cái gì cả, toàn đưa ra những cái dẫn chứng mà hay là những cái chủ đề mà họ đưa ra mà thực sự mình không hiểu họ kiếm đâu. Anh bằng hiểu ý tôi nói. Chứ trở lại câu chuyện mình nói là những cái giới đó gì, anh nên nhớ này, nếu anh nhìn kỹ lại sẽ thấy này, khi mà người Pháp mà họ đã thừa nhận họ là lính đánh thuê của người Mỹ, mà khi người Mỹ họ đầu tư là 80% trong quân sự của người Pháp cái thời tái chiếm lại Đông Dương này, khi mà kết thúc cái trận Điện Biên Phủ thì người Mỹ là thực sự là họ muốn thế chân lên người Pháp. Và cái này là cái lãnh đạo của Việt Nam phải nói cũng giỏi nha, họ cũng nói đây là một
kiểu thực dân kiểu mới. Cái đó là họ đã xác định được cái điều đó. Mỹ là muốn thế chân người Pháp. Thế nhưng cuối cùng là gì? Cuối cùng là họ muốn đập cái hiệp ước mà người Pháp đã ký ở Geneva. Thì đương nhiên họ phải bằng cách của họ gì là rượu cũ bình mới. Anh hiểu chưa? Rượu cũ bình mới. Đơn giản là gì? Từ cái chế độ mà trước đây đã từng Pháp đứng ký là gì? Là chế độ gọi là quốc gia. Thì họ phải đổi tên nó thành Cộng Hòa. Đấy là một cái lối gọi là đơn giản mình hiểu lôm la là rượu cũ bình mới để mà xé được cái hiệp ước đó. Tuy nhiên rất tiếc rằng là gì? Là người Mỹ họ cũng không thể nào họ tồn tại được. Bởi vì cái sức mạnh quân sự của họ mà họ tin vào cái đồng đô la và cái mình gọi là cái nền công nghiệp lớn của họ, họ tin vào thì nó đã được trả lời một cách rằng gì? Tất cả mọi cái vẫn là lòng con người. Anh không thể nào đè bẹp tinh thần của một dân tộc bằng sức mạnh. Nó đơn giản như vậy thôi. Và cái đấy thực ra mà nói thì những cái thế hệ mà mình gọi là những cái thế hệ mà họ cái thời chiến tranh, họ đều là những thế hệ anh hùng. Họ đều là những người mà hy sinh. Họ đều là những người mà họ có tinh thần thép. Nhưng mình xem lại những cái tư liệu và thậm chí là mình coi lại những cái thước phim mà ở đây là mình nói là theo nhiều phía đấy, thì mình sẽ không thể hình dung được. Mình vẫn cứ khâm phục. Mình rất khâm phục những người trai rất trẻ, những cô gái trẻ, thanh niên xung phong, những người trai mà họ ra trận mà họ không biết ngày mai, mà đối đầu với một cái lực lượng như vậy mà họ không hề sợ một tí nào. Họ là thế hệ anh hùng ấy. Họ là thế hệ anh hùng. Và chính bản thân mình nhiều khi mình cũng không thể hình dung. Bây giờ nói sơ qua cho mấy ông Nam Cộng Hòa ông hiểu như này. Ông cứ hình dung 54 chiến sĩ mà ở cây đa Tân Trào mà ông mà tướng Giáp mà thành lập quân đội. Tướng Giáp thành lập quân đội 54 ông chiến sĩ. Thì mình khẳng định là chưa chắc 54 ông chiến sĩ này là ông nào cũng có súng. Thứ hai nữa là chưa chắc là ông nào cũng là người kinh và người có trình độ. Thậm chí trong 54 đấy là rất nhiều dân tộc thiểu số ấy. Đúng không? Phần nhiều, cũng nhiều. Đối đầu là một lực lượng là thực dân Pháp. Có tàu chiến, có máy bay, có quân đội, có tiền bạc. Mà họ là những người mà đương gọi là mình gọi đương cầm quyền đúng không? Với niềm tin gì mà để anh nghĩ rằng 54 cái ông này mà có thể thành được một quân đội và chống lại một quân đội như kia? Niềm tin gì? Anh không cách gì tôi giải thích, tôi không tìm câu trả lời. Tôi chỉ có nói một câu này, họ phải có một cái niềm tin thép, hoàn toàn bằng thép. Họ mới tin được vào cái điều đó. Không cách gì. Và trong khi đấy mấy ông Cộng Hòa, ok, các ông cứ thân trách phận, ông nói là người Mỹ bỏ các ông, trong khi ông cầm 1.200.000. 1.200.000, ông cầm cả cái chính quyền, ông có đủ hết các lực lượng. Nhưng mà ông thua, mà trong khi ông bắt chửi vào mấy thằng người rừng với mấy thằng nọ thằng kia. Trong binh pháp ông phạm một cái điều gọi là cái điều đại kỵ. Thứ nhất là khinh địch. Thứ hai là không biết gì về địch. Thứ ba là quá vỗ ngực về mình. Thứ tư là không chịu nhận lỗi, toàn đổ lỗi cho khách quan. Thằng Mỹ nó gọi ông là đồng minh. Đấy là gọi cho nó đẹp tai thôi, cho nó bùi tai. Anh Bằng, nếu như bây giờ anh Bằng hỏi anh Bằng một câu, nếu như anh Bằng ở nhà cần một người giúp việc mà mình gọi tiếng nóng gọi là Oxin ấy. Ok, anh trả lương như Oxin. Con tuổi nó bằng cỡ tuổi con anh đúng không? Anh xưng hô con cho nó thân mật. Đúng không? Thế nhưng cái khác của cái từ con mà anh gọi Oxin và cái khác của con ruột anh ấy, là con ruột anh ấy, nó chả làm cái gì cả. Mà thậm chí nó còn phá hại tiền của anh. Nhưng anh phải chịu. Nhưng nếu mà thử cái con ô xin nó không chịu làm cái gì ấy, mà nó lĩnh lương mà nó chỉ ngủ mà nó không làm cái gì, anh có đuổi đâu. Tất nhiên nó khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Nó gọi đồng minh ở đây cũng nghĩa là nó gọi cho nó đẹp tai. Nhưng chúng mày thực sự là chính quyền mày là do tao dựng lên. Tao bỏ tiền tao nuôi chúng mày. Mày là ô xin của tao. Tao nói phải nghe. Không nghe tao sẽ cho lật đổ. Tao đảo chính.
Và nếu tao thấy không còn có lợi nữa, tao đuổi mày về quê. Nó không phải nó bỏ rơi. Mày chưa bao giờ mày được gọi là đẳng cấp cùng với tao. Mà cái câu đấy nó chỉ là đẹp tai vậy thôi, chứ đừng bao giờ vỗ ngực mình là đồng minh của Mỹ. Quên nó đi. Anh cũng không phải lính đánh thuê của Mỹ. Bởi vì lính đánh thuê thì anh phải đi trước. Chẳng qua nó thực hiện cái chính sách là gì? Nếu có người Mỹ có mặt ở Việt Nam buộc phải có một cái chính quyền mà nó lập ra ở Việt Nam để giống như là mời nó. Mình nói là về vấn đề chính trị. Không có nghĩa là nó sẽ tuyên chiến với Việt Nam, mà nếu mà thua thì nó phải đền bù chiến tranh. Anh hiểu chưa? Về chính trị nó phải biến tấu ra như thế để có nghĩa là sự hiện diện của Mỹ là do chính quyền Việt Nam mời vào. Các anh như này không hiểu, các anh bảo là đồng minh. Thứ hai nữa là bây giờ mình phải nói này, nó dùng cái lối gọi là gì, người Mỹ chủ yếu là đối đầu với cả lực lượng miền miền Nam, mặt trận miền Nam Việt Nam, và đối đầu với cả quân Bắc Cộng. Thế nhưng trên thực tế là gì, là Việt Nam Cộng Hòa là chỉ là cái người mà gọi là ở phía sau là chính, tham gia vài trận chiến, nhưng mà đại đa là người Mỹ là lính Mỹ là mặt trước là chính. Cho nên mình nói là nói Việt Nam Cộng Hòa cũng không thể nói được là lính đánh thuê của Mỹ được. Lính đánh thuê phải đi trước, tao trả tiền thì mày phải chịu đạn trước chứ, đúng không? Anh hiểu ý tao nói chứ? Nhiều người ta cũng không hiểu, người ta nói nó Cộng Hòa không phải lính đánh thuê. Thực ra nói một cái từ gọi bù nhìn đó là một chuyện, nhưng mà mình gọi cho nó dân dã thì mình gọi mày là cái thằng mày chỉ là ô xin thôi. Nhiệm vụ là lau bàn rửa chén nấu cơm, còn những cái quyết định trong nhà thì mày không bao giờ mày có cửa mày được ngồi vào dự thính cũng không được, chứ đừng có nói là tham gia ý kiến. Chứng minh, anh nhìn thằng Nam Hàn đúng không? Thằng Nam Hàn, Trump với cả Kim Jong Un bóng bàn với nhau, ông Moon có được ngồi dự thính không? Không có. Ông Moon chỉ sau này khi Trump xử lý xong rồi gọi điện báo cho biết, ngồi dự thính cũng không được, chứ đừng có nói là vấn đề là phát biểu ý kiến. Trong khi đấy là vấn đề chiến sự nếu xảy ra là giữa Nam Bắc Hàn, lại tại đất Nam Hàn chứ đâu có phải là đất Mỹ đâu. Đấy, chư hầu là cái chỗ đấy, bù nhìn ở cái chỗ đấy. Không cơ, không cơ. Chứ nhiều người ta không hiểu, mà đấy nó là còn khác nhau. Thằng Nam Hàn là kinh tế nó tự túc. Nam Hàn nó còn trả tiền giả cho lính Mỹ đóng tại Nam Hàn, mà nó vẫn còn không được ngồi dự thính, chứ đừng có nói là đóng góp ý kiến. Chỉ là cái ông Nam Cộng Hòa người lại bảo ông là đồng minh. Những cái chuyện đấy là chuyện các ông đọc cổ tích nhiều quá, các ông cứ tưởng tượng vậy thôi. Anh hiểu chưa? Cứ tự vỗ ngực mình nói vậy, chuyện đấy không có. Anh Bằng có thắc mắc gì và có trao đổi gì không? Bây giờ là tức là hôm nay tôi cũng anh lần đầu tiên anh lên diễn đàn với tôi, thì nói chung là bài nói chuyện của anh cũng rất là hay, rất là hay. Bằng không tôi, cũng bình thường thôi, cái này là mình gọi là trao đổi thôi chứ. Không, tức là theo nhận xét của tôi, vâng, thì là như thế này, thì là bây giờ anh John anh muốn lên trên diễn đàn, thì là tôi rất cảm ơn rồi. Anh, cũng rất mong anh coi không là có gì anh, không có gì rất anh. Mong anh là những người Việt mà anh sinh sống tại Thụy Điển mà coi như là anh nắm rất rõ về tình hình chính trị, tình hình kinh tế của Việt Nam, và anh có một cái tức là có con mắt nhìn rất tích cực về đất nước Việt Nam, thì chúng tôi là những người ở dân ở trong nước thì cũng rất là cảm ơn những cái đồng bào hiện nay sống ở hải ngoại mà có cái gì như anh. Và thì rất cảm ơn anh, thì tôi rất mong muốn ở những diễn đàn sau dạ, không có gì đó... những diễn đàn sau của tôi nói chuyện với anh Bằng cũng vui mà. Và cũng mong nói muốn anh Bằng cũng vui. Anh là những khách mời thường xuyên với tôi. Vâng, kiến thức anh tôi nghĩ là cũng rất mong như vậy. Thực ra nói chuyện với anh Bằng cũng vui. Mà hai nữa còn một cái nữa là như thế này. Dạ. Mục đích nói chuyện với anh Bằng thì thực ra mà nói thì anh Bằng cũng là người hiểu biết, thành ra là cái đấy thì cũng không không phải là cái chú trọng. Mà cái mà mình chú trọng là có rất nhiều người hiện ở Việt Nam và thậm chí có nhiều người Việt ở nước ngoài. Thực ra họ không hiểu. Họ không hiểu. Cho nên nhiều khi nếu như bây giờ mà mình ở nước ngoài mình trao đổi thì có lẽ là một phần nó có cái tính chất nó có điểm cộng hơn, để mà có nhìn cách công khai hơn.
chính xác. Nếu như trong nước mà gọi là anh Băng mà nói hay là nhiều người mà Việt nói thì họ bảo là lại bưng bô rồi, ông này lại dư luận viên rồi ABC vân vân. Hoàn toàn tôi hoàn toàn vô tư, tôi nói theo cái kiểu hiểu biết của tôi và những cái thông tin đa chiều mà tôi hiểu. Dạ. Chứ không phải là tôi chỉ đọc thông tin trong nước hay là chỉ có một hai ba cái đài voa viết vớ vẩn, cái chuyện đó không phải. Thì cái này mình muốn gửi thông điệp cho những người ta không hiểu biết, hoặc người ta vẫn còn cái nhìn họ vẫn còn rất là hạn hẹp, họ không hiểu thế nào là dân chủ, họ không hiểu là thế nào là tự do, họ không hiểu là thế nào là tham nhũng, thế nào là độc đảng, và thế nào là mình gọi là cái kinh tế và cái địa lý của Việt Nam như nào. Nó rất quan trọng ở thế giới ngày nay, nó thực sự là như vậy. Chứ nhiều người ta không hiểu thì mình, hoặc là cái nhìn của họ vẫn còn hẹp ấy, thì mình cố gắng mình đưa những cái hiểu biết của mình, cái kinh nghiệm và những cái mà mình khả năng hiểu biết mình chia sẻ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thì anh cũng là người sống ở nước ngoài, mà tôi thì cũng là cái người có người dân bình thường, không đảng viên Đảng Cộng sản, người bình thường thôi. Chứ mình nói đúng rồi, đúng rồi. Ý của mình. Vâng. Rất cảm ơn anh. Nhà tôi cũng chẳng qua là đảng viên. Vâng. Rất cảm ơn anh tham gia diễn đàn. Không có gì, không có gì. Thì mong muốn không có gì. Những diễn đàn khác sau thì là tôi sẽ. Dạ vâng. Và chúng mình sẽ trao đổi nhiều. Cảm ơn anh. Vâng. Rồi gặp lại anh Bằng sau nhé. Rồi chúc anh cuộc sống thành công. Chúc anh cuộc sống thành công vui vẻ. Vâng, thế chào anh. Rồi, John còn ở đây không? Mình mời John lên. Có cả anh nào tham gia diễn. Lê Văn Xuất. Ôi, cái thằng Kiên Giang kia. Mẹ, cái thằng kỹ sư điện toán. Gì có bây giờ, ai gọi là kỹ sư điện toán? Bây giờ gọi là kỹ sư tin học nhá. Rồi Lê Văn Xuất đâu? Hoặc các bạn nào có tham gia chương trình không? Cái thằng Sân Ly Việt Nam này mới ngu thế. Tức là Việt Nam đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc và những nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhá. Rồi xin mời John. Cái tiếng Việt mà chúng mày cắt từ đánh cả cho Liên Xô và Trung Quốc và những nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đã thêm John nữa. John ok lại đi. Mời John không được rồi, mời lại nhá. Rồi đang thêm John. Rồi ok. Rồi xin chào John. Chào anh Vàng, chào mấy chị em nha. Hôm nay sao có mấy bà que trong này mà nói chuyện sốc nồn thế. Mấy anh que chúng mày hôm nay vào đây chị. Mấy anh que chúng mày vào đây nói chuyện sốc nồn chế độ Cộng sản sao. Tụi bay không được ở chế độ Cộng sản, tụi bay tức, tụi bay xỏ cái mỏ chó, tụi bay về hoài à. Cái thằng thằng Jack Boston nè, với lại cái thằng Cũ Lâu gì nè, đủ má chế độ Cộng sản gì. Hả, chế độ Cộng sản gì. Nếu Cộng sản mà 40 mấy năm mà dân của người ta sống phè phè, tụi bay ở bên này đi cài, tụi bay không được, tụi bay tức, tụi bay chữa chỉ cái mỏ lồn về hoài nói hoài vậy tụi bay. Hả? Tại sao cái thằng mà tụi bay cứ hỏi cái tụi bay nói là đủ ở Việt Nam rồi bị về Trung Quốc, bị Trung Quốc rồi này nọ. Cái thằng mà đủ bên Mỹ nè, thằng con của thằng USPTN á, nó buôn lậu 72 triệu á, sao tụi bay không lên cho đó tụi bay biểu tình đi. Hả? Sao tụi bay không lên đó biểu tình, chửi nó đi. Chỉ có mỏ lồn gì bên đó làm gì. Đủ má mấy thằng lồn xùm lồn quá à. Đủ mẹ dám chỉ cái mỏ ở đó, nó quýnh cho phù mỏ. Đủ má lên đây anh hùng bàn phím. Nếu dám đưa cái mặt lồn của tụi bay ra, đủ đỉ mẹ mấy thằng ba que sọc lồn này, đủ má tối ngày chỉ biết chỏ mỏ về rồi chửi, chửi đủ ma chế độ rồi chửi Bác Hồ. Đủ má tụi bay cũng từ cái đất đó đi ra đó mấy thằng chó đẻ. Đi con mẹ mày mấy thằng que lồn, đủ má mày. Tụi bay cũng từ cái đất Việt Nam tụi bay ra đó mà tối ngày tụi bay cứ chê Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam cái này, Việt Nam cái kia.
đủ cũng đi mẹ mày, ông nội bà nội ngoại cố đổ sơ tụi bay cũng còn ở bên Việt Nam á, tụi bay chửi đi hả, tụi bay chửi đi khỏi ai mà nói ra cái gì á, là tụi bay chỉ nói là đủ mẹ là bưng bô cộng sản, mà cũng nhờ cộng sản á tụi bay mới được qua Mỹ, tụi bay mới biết được cái bùi bơ Mỹ, ok, đừng có sầm lồ mấy thằng cặc. Đủ con đĩ mẹ tụi bay tối ngày cái đủ má chửi. Tụi bay á, hiện bây giờ tụi bay chửi á, là tụi bay á, đang đụng phá cái nền ban giao giữa hai nước, nước Mỹ và nước Việt Nam. Phải không mấy anh chó đã? Đủ con đĩ mẹ mày, mày thấy ông Trump mới cho Việt Nam 30 mấy tỷ không? Đó, là tụi bay là thấy cái gì? Đi cái lồn mẹ mấy thằng bay lên đây tụi bay tưởng là đủ mai tụi bay cứ chửi chế độ, chửi đồ này nọ. Mà trước cuộc là mày chửi đang chửi nước Mỹ đó. Tao mà là tổng thống mà thì mẹ nó trục xuất mấy thằng lồn tụi bay về Việt Nam hết. Thì mẹ tụi bay cho đủ má dân đủ má, cho dân cái đủ má nó nhổ nó miếng như là lấy cứt cái chết vô mặt tụi bay nha. Chế độ cộng sản nó đéo bắt tụi bay mà dân đủ má nó hành hạ tụi bay cho mày, tụi bay chết mẹ tụi bay đi. Mấy thằng chó đẻ bị mẹ mấy thằng lồn. Thằng nào thằng nấy đưa mặt lên đây đéo dám đưa. Đéo dám đưa, đủ má chỉ chưa đưa cái màn hình ra, đủ má mà ta giả. Để đưa cái mặt lồn đéo dám đưa. Thở cái á Việt Nam này, Việt Nam nọ, đủ má rốt cuộc cũng dành dụm tiền đi. À, móc thẻ ra đi về Việt Nam mua vé bay Việt Nam, đủ má chơi cho nó đã xong rồi qua chơi, qua chửi Việt Nam tiếp. Mấy cái thằng lồn tụi bay đủ tỷ mẹ tụi bay, tao giáo cho tụi bay đủ má bên nước Mỹ này đủ má. Tối ngày tụi bay cứ la đủ má Việt Nam này Việt Nam nọ mà đủ đuôi cái đầu chó rồi bây giờ Việt Nam hoài. Mày phải cảm ơn Việt Nam mới cho mày qua nước Mỹ được, mày biết mới biết được tiền đô, ok, mới biết ăn được đủ cánh gà với bơ với sữa. Rồi bây giờ có sức thì chửi lại Việt Nam, cứ hỏi một cái là đủ chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản á, ta thấy dân nó còn sướng hơn tụi bay á, tụi bay thấy nhá không, tụi bay đi cài hôm nay á, là tụi bay phải đi ngó tới ngày mai, đúng không? Đúng không? Hôm nay đi cài là phải lo tới ngày mai á, tiền sao phải không? Không có tiền trả tiền xe với trả tiền nhà lắng tới kéo. Tới nó kéo nhà với kéo xe đi thôi. Rồi lâu lâu cái là qua lên cái sủa, cộng sản. Mỹ giờ cũng cộng sản á mấy anh cho đã. Đủ má tụi bay cứ thở cái là cộng sản này cộng sản nọ, 45 năm rồi đủ má tụi bay, hòa bình người ta, dân người ta sống hòa, người ta yên lành, người ta đâu có mắc mớ cho nội cha tụi bay đâu, đủ mẹ tụi bay xỉa cái mỏ lùn tụi bay về làm gì, cứ thở một cái là đa đảng với lại đủ má cộng sản. Đa đảng giờ là được gì anh Bằng, anh Bằng có thích ca đa đảng không anh Bằng? Thấy một đảng là anh đã yên bình sung sướng thế này rồi đa đảng cái gì rốt đấy, thấy không, túi sợi anh có đấy, tôi cũng có này đấy, cái này ơi, cái này là quả quả hùng trần mai kia sẽ đổi cái mũ này đó, cái này của Hùng Trần nhé, một bạn gửi cho Hùng Trần, thấy không? Ờ vậy à, đó quá rực rỡ này. Mai kia cái Hùng Trần về Mỹ sẽ đổi chuyện đội cùng với Zone, rực rỡ đó. Thế này là của một bạn gửi cho Hùng Trần nhá. Hồi nãy em mới vừa đội cái nón này đi ra chỗ mà tiệm bán đồ phụ tùng phụ tùng cái này tiếng gì gọi là gì, phụ tùng uống nước, em mua cái ông kia, ông nói ô tôi nhận ra anh này chửi mấy HO, cái em nói tôi đâu chửi mấy HO đâu, chửi mấy sông lồn, ông chửi mấy HO tôi chửi mấy sông lồn, tự mấy sông lồn, đủ cái sông lồn quá em mới chửi thôi. Giống như thằng Jack Boston với thằng Anthony lồn gì nè, mẹ vô cứ hở cái là cộng sản cái lồn mẹ tụi bay chứ cộng sản, đồ vụ má nhờ cộng sản tụi bay mới qua Mỹ được nè, cộng sản tụi bay mới biết được đủ đi lái xe hơi, chứ không có cộng sản tụi bay ở Việt Nam đủ giờ đập xích lô chích mẹ tụi bay đi, tự đầu óc tụi bay là ốc chó nó đang tiến quá làm người á, nên lúc nào cũng vậy chửi người ta không à. Trời ơi, mai kia về Mỹ, tôi nói với John là mai kia về Mỹ mà Hùng Trần đội cái mũ này thì rực rỡ khi hơn John rồi. Lúc đó em nói anh, lúc đó là chỉ có mấy thằng ba sông lầu này, chỉ có đứa là chỉ có đi chui xuống cái hầm sú mà kiếm cứt
Nhất nhất thúi nhất là đủ để nó chui xuống dưới đó thôi, chứ không còn gì mà để sống nữa. Em hỏi anh Bằng bây giờ nè, ông tổng thống Mỹ với lại ông tổng thống Mỹ với ông tổng thống bắt mấy bác lãnh đạo Việt Nam là tổng thống Việt Nam bắt tay với nhau về kinh tế và về kinh chính trị với nhau, vậy mà đủ tối ngày mấy lâu cứ chửi là đủ cộng sản. Tôi hỏi ông còn cộng sản cái đéo gì nữa, cộng sản mà đủ tối ngày cứ đủ cứ đi cộng sản mà chờ con người ta còn có văn học hơn nữa, cộng sản mà con cái người ta tối người ta đi ra nước ngoài người ta học, người ta về người ta đi người ta trao rồi những cái kính tiếng tân tiến, còn mấy thằng lồn bên Mỹ là tối ngày chỉ biết có ba câu đả đạo cộng sản rồi với lại cộng sản chèn áp dân rồi cộng sản đồ tịch cái gì tùm lum, có ba chữ tối ngày như vậy thôi. Còn ngó lại bản thân của tụi nó làm sao, ở Mỹ thì bao nhiêu năm trời mà tụi nó làm được cái gì, ăn qua phê còn cái gì nữa, ăn qua phê rồi đứng lên biểu tình gạt tiền dân. Rồi với lại cái đó là gì, ở nhà housing đủ quá, chỉ biết đi keo đủ quá, chỉ biết đi ăn mòn ăn khoác không à. Phải chi mà cái bản thân mình nó trong sạch, cái bản thân của mình nó ngon lành, đóng thuế rồi cho nước Mỹ rồi đi làm này nọ, là một công dân tốt của bên nước Mỹ thì mình hẳn đứng lên mình chu cái mỏ chó tụi bay lên. Còn đây đủ quá chỉ là một thằng ăn bám trên xã hội Mỹ mà đi giờ chửi lại cộng sản là đủ chửi lại nước Mỹ rồi. Ông tổng thống nước Mỹ còn cầm cờ cộng sản vậy nữa, cú chi tụi bay, tao điển hình rõ ràng nè, thấy chưa đó, bàn tay lên nè, tổng bí thư chủ tịch nước đó, thấy chưa, sau lưng có bác hình bác Hồ, thấy chưa người ta như vậy là một vị tổng thống Trump á, đừng có nói là đụng cái này trông giả nha mấy chả đẻ, đừng nói là trông giả nha. Hồi nãy giờ xin chào các anh chị nha, nãy chửi lo chửi mấy ba que sọc lờ này quá đủ nên không ấy thôi, để uống cái nước thấm giọng rồi chửi tiếp. Sáng ngày sáng thứ bảy sáng mới uống đi hai ly cà phê rồi chưa có thức tỉnh không, bây giờ chửi mấy sọc lờ này mới tỉnh cho nó tỉnh không. Bố mày từ đây trở đi á, bố mày nè, tao là bố của mấy sọc lầu nè, không bây giờ tao là tự xưng là đủ tổng, tao là trên là bố của thằng nào bên con luôn nha, bố của mấy sọc lầu, nói cho mấy con nghe này, mấy sọc lầu chúng mày á là cầm cái mỏ lơn rồi bay lại được hết nhá. Tối ngày chúng mày mà cứ chửi hoài là bố mày lên, bố mày đào một cốt mã chúng mày lên nữa nhá. Tao đào cho tới 80 đời chưa bao giờ mà thấu hết cái đấy, tao giờ tao thấm rộng lắm rồi. Mày ăn cái củ lều tụi bay, tối ngày mày thấy không, mày thấy cái cộng sản không, vậy mà đủ má sao bao nhiêu triệu người trên thế giới nó cứ đổ xô về cộng sản nó đi du lịch không vậy, sao nó không qua nước khác, sao nó không qua Thái Lan, sao nó đổ về Việt Nam không vậy hả, mấy củ lều đi cái lều mẹ, mấy sọc lều này đủ má, thấy Ngô Kỷ hôm qua không, Ngô Kỷ bây giờ còn nói một câu này nè, cái quyền đó là cái quyền tự do của mỗi người đó, Ngô Kỷ tuyên bố luôn trên đài Busa TV rõ ràng. Có một ông kia ông hỏi Ngô Kỷ bây giờ, thí dụ như bây giờ có một cái người cầm cờ đỏ sao vàng lái xe hoặc là mặc cái áo cái mũ đỏ giống như vậy thì anh đi tới Busa thì anh sẽ cái hành động của anh sao, Ngô Kỷ trả lời như vậy, cái đó là quyền tự do, chúng tôi sống theo cái luật lệ luật pháp của nước Mỹ, cái tùy theo nếu mà cái trường hợp đó, thí dụ như cái sở thích của người đó đội là cái sở thích của người ta, còn cái khi mà người ta muốn khuấy động, người ta muốn bạo động, cái chuyện là chuyện khác. Bây giờ người ta còn một cái thằng chống cộng cực đoan trên toàn nước Mỹ giống như Ngô Kỷ mà còn nói được cái câu đó thì huống chi những cái đầu óc của tụi quay, cái đầu óc não lợn mà đủ má có cức ở trong đó giống như tụi quay phải mở ra. Đừng bao giờ mà mở cái miệng lồn tụi bay ra cứ hở cái là chế độ cộng sản với lại đủ má cộng sản rồi la là hồ này hồ nọ, cái lũ chó tụi bay là những cái lũ thất học nha. Mày thấy không, đủ má cái thời này là 45 năm thời hòa bình rồi, dân có khổ không hay là chỉ có lũ chó tụi bay khổ, bên này đi cày khổ thôi. Tụi bay thấy Việt Nam người ta đâu có khổ đâu, người ta khổ vì sướng, có cái câu nó gọi là phụng lên hay nói là khổ vì sướng chứ không phải là khổ vì khổ, nên bởi vậy tụi bay phải cầm cái mỏ lồn tụi bay lại, nghe chưa,
bố tụi bay từ đây trở đi tụi bay nghe học tụi bay lên YouTube tụi bay vô cái chữ cái Ngô Kỷ tụi bay bóng lên cái bà phố TV Bosa đó tụi bay nghe đó cái câu đó đi nè. Từ một cái con người mà đủ mà người ta chống cộng cái cỡ đó mà còn người ta còn biết được cái quyền tự do của cái lá cờ, người ta còn nói cái câu là cái lá cờ của mỗi nước, cái quốc tịch của người nào thì cái lá cờ của được người ta được đeo cái lá cờ của người đó, chứ không phải là đủ má ba sọc lồn tụi bay cái tối ngày là phải que qua ba sọc lồn, ba sọc lồn là phải đi theo cái ý của ba sọc lồn. Ba sọc lồn cái đó là xưa rồi, nghe chưa, hết sọc lồn rồi, làm ơn làm phước nha. Chúng mày mà lên đây mà ẵng nữa mà ông mà rảnh là ông tới ông cứ đào một cút mã chúng mày lên, giống như thằng Jack Boston nè, thằng Anthony gì nè, rồi thằng Kiên Giang lồn nè, đó thằng Ayfield là đủ má mày lên đây, với lại mấy thằng chó đẻ Tân Thái với Benny Trương, mấy thằng mặt lồn tụi bay á, cứ la đủ má xuống đường, cứ tụi bay đau bụng ỉa chảy cũng đòi đi xuống đường, rồi đủ má má mày có kinh hay là không có kinh cũng đủ má đòi xuống đường, mấy thằng chó đẻ nha. Tụi bay muốn xuống đường á, kêu ba má dòng họ tụi bay xuống đường nha chưa, đừng có xúi dân nữa chưa. Tụi bay nói là 10 tây tháng 6 này, 10 tây tháng 6 này là xuống đường. Đúng rồi, xuống đường nhiều đi, kêu dòng họ tụi bay xuống đi nha, đừng có kêu dân nó xuống. Mà tôi, mà mấy dân nghe tôi nói này nha, mấy người Việt Nam nghe là bơn phước nha, đừng nghe lời mấy mặt lồn này nha, nghe lời tôi xúi dạy nè, nghe không? Nghe lời tân tổng thống xuống dạy nè, xuống đường á, xong bắt đầu nó vô á, đồ nó không có chuyện gì á, là bị đủ dân á, chứ không phải là nhà nước nó bắt, mà dân nó đọc cho đó, chứ không phải là nhà nước nó bắt, là nhà nước giờ không có rảnh đâu. Dân nó lúc này nó khôn lắm, nó thấy thằng nào mà sọc lờ nó là nó thấy nó đè nó đập à, thấy Vương Quang Thả không, thấy Vương Quang Thả không, à tổng thống ơi, tổng thống ơi, cứu tôi với, nó cuộc đụng cái đá nó bay vô nhà, xèo. Nhà nước đâu có chịu, nhà nước với công an đâu có thèm tới bắt chi đâu, nó nghĩ mày khùng mà. Đủ mà mày cứ chửi đi, mày cứ chửi đảo đi. Đủ dân nó chọi đá vô mà giống như là mưa đá vậy, mà đá nào cũng lấy ba lớn vậy nè. Lúc đó là đụng má, là lúc đó là lúc đó khỏi gì mà tại sao mà đụng má, tại sao mà tại có cái bản mà Việt Nam tôi ơi á, lúc đó là Việt Nam hết, lúc đó Việt Nam tôi ơi, mà lúc đó tại sao mà tôi ngu á. Tôi ngu sao nghe là sọc lờ nữa. Đó. Thôi em có vài câu rồi, thôi em xin phép em phải đi. Em xin chào mấy anh chị nha. Mấy sọc lờn nghe lời tao nha chứ, mấy sọc lờn. Rồi xin nha. Bye. Rồi bye bye John. Xin chào John. Đang bạn nào có tham gia chương trình hay không? Rồi ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay là cái buổi mà làm ngoài. Tức là vào, tôi thông báo trước cho tất cả các bạn vào chiều thứ tư cỡ khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì tôi sẽ tổ chức tại nhà tôi cuộc gặp giữa Hùng Trần, Lợi Minh, Bằng Nguyên, sẽ có một buổi hội luận tại nhà tôi giữa Việt Nam và hai anh Việt Kiều hiện nay đang sống ở Mỹ. Tân Văn Mai không có camera. Thì xin mời tất cả các bạn cứ khoảng từ 5 giờ chiều. Vâng. Tôi xin chào các bạn, xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chúc các bạn bên hải ngoại một ngày làm việc vui vẻ. Tạm biệt tất cả các bạn.